Em xin chào đầu xưa Cần Thơ nha. Em xin chào chị Ngọc Quyên nha. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với buổi lời trên tối ngày hôm nay của chúng em nha. Tiếp tục ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu bà con mình về một số tác phẩm âm nằm ở tại cửa hàng chúng em. Qua số điện thoại em là 0772 8772 78, thì địa chỉ thì nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ nha. Bà con mình xem like thấy hay thấy đẹp, nắm tay nắm chân cho em lượt like share và đăng ký. Em cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Và em cũng chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ trong những cái buổi live vừa qua nha. Thì bên em luôn luôn có những sản phẩm lớn à, hàng thanh lý mỗi ngày cho bà con của mình nha. Vì đồ to thì còn rất là nhiều tại cửa hàng chúng em. Bà con mình nhớ đón xem và theo dõi nha. Thì hôm nay cũng giới thiệu bà con mình sơ lược về một số tác phẩm cũng như đồ đá phong thủy, đồ đồng, đồ gốm các loại và đồ gỗ nha bà con. Bà con mình có nhu cầu sản phẩm nào cứ bấm bình luận trực tiếp nha, em sẽ quay cho bà con mình xem kỹ càng và rõ ràng hơn nha. Thì trước mặt bà con mình em có sưu tầm về mời những cái đá phong thủy nha, đá từ thiên nhiên nha bà con. Loại đá quý hiếm nha, khá là đẹp luôn. Ở đây là một cặp cặp sừng ngà nè. Cái này thì bà con mình xem nha, tỳ hưu. Tỳ hưu phong thủy nha bà con, khá là đẹp luôn á. Mình trưng bày trên decor trong nhà rất là đẹp nha. Tỳ hưu ngậm sừng ngà. Chất liệu này của nó là đá nha. Đá cẩm thạch trắng nha bà con, đá loại đá từ thiên nhiên nguyên khối 100% được tạc lục đó nha. Khá là đẹp luôn. Chiều cao phôi này thì em đo lên tới là 38 thôi nha. Cao nó 38 à, còn chiều ngang như thế này tổng luôn là 56. Còn độ dày tổng lớn nhất của nó nha là lên tới 11. Bà con mình xem nha, một nguyên quả đầu địa cầu rất là đẹp luôn nha. Đá từ thiên nhiên nguyên khối đặc luôn đó nha bà con. Để em quay thông đèn cho bà con mình xem nè. Cái lồng đá trắng này cẩm thạch này thường nó thông đèn rất là mạnh nha. Thông đèn rất là mạnh. Bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn nè. Chạm đục là hai mặt luôn nha, mặt trước mặt sau luôn. Cái phôi này thì em giao lưu giá hữu nghị cho bà con mình là chỉ có 2,5 triệu thôi nha. 2,500,000 đồng nha bà con, nặng khoảng 10 mấy ký á. Em bao phí vận chuyển tại nhà luôn, bao phí ship trên toàn quốc nha. Hàng về đến nơi đến nhà bà con mình cứ luôn ra kiểm tra hàng giúp em nha. Làm lặng liền lạc không có lỗi lầm thì bà con mình nhận giúp em. Tỳ hưu là loại linh vật mang tính chất phong thủy rất là tốt nha bà con, gửi tiền tài cho gia chủ mình. Tiếp theo đây thì em có một cái đĩa tranh. Cái đĩa này thì bà con mình xem bằng đá nhìn nè. Đá dân mây nhìn rất là đẹp nha, cũng là loại đá thần thiên nhiên luôn nha. Bà con mình xem giúp em nha, chạm độc hình nguyên một con rồng. Đây, một con nguyên con rồng uốn lượn trong những cái đám mây nha. Mình nhìn kỹ sẽ thấy. Đá thì và đá này là liên nguyên khối dày luôn đó nha. Cái tấm này nó cũng lớn to lắm. Cái đường kính cái mặt đĩa đá này lên tới 47 lận. Đường kính tới 47 nha, chiều cao luôn cả đế này nè là lên tới là 61. Cao luôn đế 61 nha. Cái đĩa này cái độ dày nhất của nó là khoảng 6 phân phủ bì. Tầm 6 phân nha, phá phân nát á người ta mới chạm đục ra được như thế nha. Tạc hình nguyên một con rồng á, bà con mình xem trong màn hình nhiều khi hạn chế, mình nhìn bên ngoài mới thấy rõ cái đặc sắc của nó nha. Con rồng rất là đẹp nha bà con. Một con rồng nha. Đây, uốn lượn quanh là những đám mây luôn. Đá này cũng đều là đá thấu quang hết, 100% là đá từ thiên nhiên. Em bao cho bà con mình về kiểm tra và test hàng luôn nha.
Đó, năm nay năm Rồng nè, bà con mình sưu tầm về một tác phẩm này để trong nhà nha. Đó, mang tính chất phong thủy luôn. Đó, Rồng là tượng trưng cho sự sức khỏe và quyền lực mạnh mẽ nha bà con. Đó, rất là tốt nha. Đó, và tiếp theo đây một cái tác phẩm nữa, nó Nhất Long Nhã Ngọc. Đó, và đặc biệt cái tác phẩm này chất liệu của nó là bằng đá sao băng tim nguyên khối đặc. Đó, nguyên khối đặc và dày luôn nha bà con. Đó, khá là dày và nặng nha. Đó, và ngậm một nhã viên ngọc này là bằng đá này, bà con mình xem đá ngọc Hoàng Long luôn nha. Đó, loại đá quý hiếm luôn á. Đó, khá là đẹp nha bà con. Đó, chiều cao tổng luôn cả đế á, là phủ bì là khoảng 55 nha. Đó, cái đĩa này nói chung là đá, cái chất liệu nó đá quý nha bà con. Đó, cái đường kính này thì em đo là 40 khoảng 42. Đó, 42 nha. Còn độ dày nhất của cái đĩa đá này là lên tới khoảng 9 phân phủ bì để chạm đục được ra như thế này. Đó, Nhất Long Nhã Ngọc nha. Đây là nguyên khối đặc luôn nha bà con, nguyên khối đặc. À, bà con mình xem sơ qua và cảm nhận giúp em nha. Đá này là đá Sabantin, một cái loại đá rất là cứng. Và đá này á, là loại đá giá trị nha bà con. Sabantin là loại đá giá trị nha. À, cái đế nó cũng bằng đá Sabantin luôn. Và đá cẩm thạch xanh này nè, là cái loại màu này nè, nó giá trị nha. À, bà con mình xem tham khảo và nghiên cứu giúp em. À, khá là đẹp luôn á. Tác phẩm này thì em giao lưu giá 6 triệu cho bà con mình. Hàng này là hàng chạm tạc đục thủ công hết toàn bộ nha bà con. À, Nhất Long Nhã Ngọc nha, hàng rất là đẹp. À, bà con mình xem những sản phẩm nào thì cứ bình luận trực tiếp giúp em nha. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con mình xem kỹ rõ hơn. À, những sản phẩm nào bà con mình muốn xem thì cứ bình luận lên giúp em nha. À, đồ gốm, đồ đồng nè, cũng như là đồ gỗ các loại, tranh ảnh nè, nhiều loại đồ phong thủy khác nhau. À, và kế đây là em có một cái pho tượng Di Lặc. À, pho tượng này thì chất liệu này bằng gỗ, và gỗ này là gỗ hương nu. Cái pho tượng không nha, hương nu, còn cái đế là gà riêng nha. À, nguyên pho tượng là gỗ hương nu nha, nên bà con mình xem hàng giá trị. À, hàng này là hàng xưa nha, trên là 3-40 năm trở lên. À, cái này của những người khách người ta chơi khá là lâu rồi, hôm nay tôi giao lưu lại với bên em nha. À, bà con mình xem. À, hương nu thì mình cũng biết là hương Việt nu, mà là một loại hương rất là giá trị luôn á. Cao tổng hết trơn cả đế là 76 nha. Chiều cao cái phôi này không có em đo lên tới 58 á. À, còn chiều rộng ngang cái phôi này là lên tới là 46. À, độ dày của cái tấm hương nu này người ta chạm đục ra là gần 15, nó tầm khoảng 15 á. À, bà con mình xem, nhìn mặt rất là hồn và thần thái. À, Di Lặc chúc phúc, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười hết nha, mang đến may mắn cho nhà gia đình mình. À, coi này thì em giao lưu với bà con mình là 18 triệu nha bà con. Chất liệu là hương nu nha, nên hàng giá trị cao cấp nha. Nên bà con mình xem và cảm nhận qua giúp em. À, nguyên một khối tản hương nu nguyên khối luôn. À, hàng rất là đẹp, lành lặn và liền lạc. Ở bên em thì nhiều loại sản phẩm đa dạng và phong phú lắm. Bà con mình xem kênh, nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em, kết bạn qua Zalo. Em sẽ quay cho bà con mình xem kỹ và rõ hơn nha. Đó, cho đầy đủ chính xác hơn. Ở lư thì em cũng có mấy bộ lư đồng nữa nè. Đây nè, em có được hai bộ lư đồng nè, bà con mình có nhu cầu nha thì cứ liên hệ. Đó, một bộ lư nhất và bộ lư nhì, chất liệu bằng đồng hết. Bộ lư là nè, ngũ sự 5 món nha, mỗi bộ 5 món. Đó, bà con mình xem sơ qua giúp em. Đó, đồng là đồng nguyên chất nha, tuổi đời khoảng 3-40 năm thôi. Những hàng này đặc biệt là lăn và tai mây này của nó thì liền khối luôn, chứ không hề bắt ốc dít gì nha. Đó, chiều cao cái đỉnh lưng này không có, là em đo 60 nè. Chiều ngang hai cái tai mây này nha là lên tới là 48. Đó, khá là đẹp nha. Chân đèn thì mỗi chân đèn có chiều cao 50, còn chân đèn quy hạt nó cao 60. Đó, cái bộ này là tổng thể nó nặng lên tới 27kg luôn nha, 27kg luôn á. À, bà con mình xem sơ qua giúp em, khá là đẹp nha. Đồng này mình về đánh bóng vệ sinh lên thì rất là đẹp. Thì hàng này nói chung hàng theo vài chục năm á, cho nên nó lên màu da cua và màu đồng da cua sẫm thôi. À, mình vệ sinh đánh bóng thì rất đẹp. Nặng 27kg, 5 món nha bà con, lư ngực sự. Bộ này em đang giao lưu bà con mình giá 15 triệu nha. À, 15 triệu, nặng 27kg. Bên trong của nó thì sạch sẽ rồi, không có xi măng hay ba giới hết trơn rồi nha. À, bà con mình xem nè, về mình vệ sinh lau chùi đánh bóng lại thôi. Đó là mình đem mình xài sử dụng nha bà con, khá đẹp luôn á. Đó, lăn nhìn nó cũng kịch cộm nữa. Đó, 5 món nha, lương 5 món. Đó, 15 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Và đây một bộ lương nhì của nó nè. Em xin chào anh Hoàng Diệp nhé. À, lương nhì này á, thì bà con mình xem cũng là 5 món luôn. À, bà con mình xem nha. Đó, lương này thì nó lùng hơn chút xíu. Lương này thì chiều cao này em đo 50 nha. À, bà con mình xem nha, nặng 17kg á. À, hai cặp đèn và cặp quy hạt nữa nè. Nó cho không gian bà con mình để cái phòng tủ thờ mang ấm cúng cho gia đình nha. À, bà con mình xem con lăn nhìn rất là hì hòm kịch cộm. À, nó liền luôn cả nắp luôn nha. À, hai tay may hai bên quay cú nó cũng liền nhau luôn. À, bà con mình xem hàng sạch sẽ nè, liền lạc lành lặn nha. À, bên trong nè, à, sạch sẽ luôn, đồng nguyên khối. À, nặng 17kg nha.
À, bộ này thì em giao lưu cho bà con mình là chỉ 13 triệu thôi nha, 13 triệu đồng nha bà con. Em bao phí vận chuyển toàn quốc. Bà con mình đứng những sản phẩm nào cứ chụp lại màn hình giúp em. Đó, hoặc là mình kết bạn qua Zalo nha. Đó, mình chụp hình kết bạn Zalo gửi hình ảnh, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con mình xem kỹ hơn. Hoặc là sau buổi livestream bà con mình có thể xả tua lại mình xem nha. Qua ngày sau mình cũng có thể xem lại được. Đó, để mình sưu tầm những sản phẩm trên live á. Đó, em like rất là nhiều hàng bà con mình lựa chọn nha. Đó, những sản phẩm mình yêu thích. Đó, khá là đẹp luôn nha, 13 triệu thôi. Em bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Đó. Rồi, đến cái tiếp theo này luôn nha. Em xin giới thiệu với bà con mình luôn. Đây là một cái chiếc bàn phấn nè, chất liệu gỗ gõ được cảm ngốc vàng chanh Singapore. Đó, cái bàn phấn này nhìn nó dày dặn nha bà con. Hai bên có hai cái tủ bên dưới nha, nên hàng cứng cáp dày dặn. Đó, chiều cao bàn phấn này là em đo tổng luôn là lên tới 164 nha. Đó, 1m64. Chiều ngang, cái chiều dài cái bàn phấn này lên tới là 120 củ bì. Độ sâu của cái bàn này là 42 nha. Đó, ốc ác vàng chanh xanh thiên lý. Ở trên có hai ngăn tủ kéo để mình đỡ để nữ trang mỹ phẩm nè. Đó, và ốc thì cẳng chạy dìm nhìn rất là đẹp nha. Đó, cây này nói chung thì chưa có làm chùi làm bóng sạch sẽ thôi. Về và sau lưu em sẽ làm bóng lại sạch sẽ. Đến tay bà con mình xài sử dụng luôn. Đó, khá là đẹp nha bà con. Mão là chạm đục những đóa hoa hồng nha. Đó, hàng thì em bao lành lặn liền lạc không lỗi lầm. Đó, về cứ kiểm tra hàng. Sau lưu em sẽ làm vệ sinh sạch sẽ luôn, sáng bóng luôn cho bà con mình xài luôn nha. Đó. Chiếc cái mà bàn phấn này nói chung nó dày nó lớn hơn những cái bàn trước, nó rẻ hơn nhiều nha bà con, cho nên cái bàn này tương đối nha. Đó, bà con mình xem so sánh cảm nhận giúp em nha. Đó, chiếc bàn này em đang giao lưu có giá là 26 triệu. Đó, 26 triệu nha, bàn phấn nha bà con, mình sưu tầm về làm quà cáp tặng cho những người phụ nữ thích làm đẹp nha. Họ rất là đam mê luôn đó nha. Đó, bà con mình xem sơ qua giúp em rất là đẹp. Đó, đặc biệt là cái nước ốc đó, người ta cẳng vàng chanh xanh thiên lý. Đó, chứ không hỏi mà chẳng con trai nha, ốc là vàng chanh đàng hoàng nha. Đó, khá là đẹp. Đó, bà con mình xem không gõ không kỹ kết bạn qua Zalo giúp em nha, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho bà con mình kỹ càng và rõ ràng hơn. Đó, còn bà con mình ở gần khu vực miền Tây có thể đến trực tiếp cửa hàng để mình xem và tham khảo nha. Đó, rất là đẹp luôn nha bà con. Đó, còn mình ở xa thì liên hệ kết bạn Zalo nha. Đó, 26 triệu thôi, bên em bao phí vận chuyển trên toàn quốc luôn á. Còn mình ở gần khu vực thì em giảm tí ship cho bà con mình lại tí. Hàng này nói chung cũng to, phí nó cao. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha. Nó chân là có đôn chân móng kèm theo luôn. Đó, còn kế bên này là một bộ tranh tứ quý 4 tấm nha bà con, tùng trúc cúc mai. Đó, tùng trúc cúc mai nha, 4 tấm tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Đó, tranh gỗ gõ cẳng ốc Singapore vàng chanh. Và ốc này là ốc cao cấp nha, chứ không phải ốc loại thường bình thường nha. Đó, bà con mình xem sơ qua giúp em, ốc thường bình thường hơn nó rẻ hơn. Còn hàng này là hàng chuẩn cho bà con của mình luôn á. Chân này, bốn tấm này cũng khá lớn đó nha. Chiều cao mỗi bức như thế này thì nó lên tới là 117 nè. Chiều ngang của mỗi bức thì nó lên tới là 37 nha. Dày cái khung chanh là khoảng 3 phân phủ bì, chạm đục khung trúc tre. Bên dưới là cẳng là chim hoa, cũng như là tùng hạt nè, chim hoa nha. Đó, cái tùng cẳng rất là đẹp. Bốn tấm này bên ngoài nhìn nó lớn và to lắm nha bà con. Đó, giá nói chung cũng thú vị, vừa tầm cho bà con mình sưu tầm luôn á. Đó, nó cao 1m17 nè. Đó, cho mỗi tấm á. Còn chiều ngang mỗi tấm rộng nhất của nó là 36, cũng khá là lớn nha. Đó, mình nhìn như thế là trên màn hình thôi chứ bên ngoài nó to nha. Đó, bên ngoài nó to. Đó, 4 tấm thì em giao lưu giá chỉ có 12 triệu thôi. Chạy nhầm một tấm như thế là có 3 triệu đồng thôi. Bà con mình xem người ta công cán cẳng ốc. Hàng cẳng ốc là cẳng đều bằng thủ công 100% hết nha. Đó, hàng cẳng ốc như thế này đều bằng thủ công toàn bộ hết. Đó, bà con mình xem kênh thấy hay thấy đẹp, mến tay mến chân cho em lượt like share và đăng ký. Em cảm ơn rất là nhiều nha. Đó, hàng dày dặn chắc chắn lắm, em bao ship và bao kiểm tra tận nhà, về đến nơi tôi kiểm tra hàng. Đó, đúng chanh đúng ảnh đúng ly trên clip em nói thì bà con mình nhận nha, cứ yên tâm luôn. Đó, gỗ của nó là gỗ gõ. Đó, dày dặn lắm, bộ 4 tấm này nó dày lắm nha, 12 triệu thôi. Đó, em bao phí cho tận nhà luôn. Đó, và đây tiếp theo đây thì em có là một cái bàn luôn, cái bàn trà đây, quay cái bàn trà cho bà con mình xem có nhu cầu giao lưu nha. Đặc biệt cái bàn trà này, bàn trà quế á, người ta cẳng luôn cả mặt, chạm đục tứ diện là mai cài thọ. Đó, mai cài thọ trên mặt người ta cẳng cái tích là trạng nguyên về làng nha, ở huynh quy bái tổ á. Đó, cái chiều dài của cái bàn này nè là em đo lên tới là 195, chiều ngang của cái bàn là 45 nha, cao của bàn thì lên tới 25. Bàn này thì bà con mình xem ốc thì ốc cũng theo thời gian nó vàng chanh. Đó, cẳng ở trên mặt bàn là những cái mà dĩ quan về làng nè. Đó, bà con mình xem nha. Đó, chạm nguyên về làng, có cây đa đầu đình nhìn rất là đẹp. Bàn này mình sưu tầm về mình ngồi 3-4 người uống nước trà đàm đạo, hoặc mình để bộ cờ tướng lên cờ. Đó, thì nói chung thì rất là ok luôn đó nha. Đó, cái bàn rất là đẹp nha bà con, cẳng ốc nè. Hàng bình thường, hàng chạm bình thường đó thì em cũng đã giao lưu rồi, còn hàng này là hàng cẳng ốc. Đó, bà con mình xem chiếc bàn này thì giá em đang giao lưu chỉ có 7 triệu 8 thôi nha.
Đó, bàn trà quế cẩm nóc đó, minh quy bái tổ, chất liệu gỗ gõ, hàng làm bóng sạch sẽ, về xài sử dụng thôi 7.800.000 đồng, bao phí ship trên mọi miền tổ quốc nha. Đó, bà con mình xem chỗ nào không rõ không kỹ thì kết bạn qua Zalo, bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho bà con mình rõ ràng kỹ càng hơn. Và đây là một bộ tranh, tích tranh là tranh thờ của quyền Thất Tổ nha bà con. À, bà con mình xem nha, ở trên này là ba chữ Đức Lưu Quang, kế là Phúc Lộc Thọ, bên dưới là Cửu Quyền Thất Tổ nha, và hai bên là hai câu đối nha. À, tổ tông công đức thiên miên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. À, mình về mình treo lên phòng thờ rồi bằng sau lưng á, tủ thờ phòng thờ nhà mình á, nó ấm cúng cho gia đình nhà cửa mình luôn nha. À, ốc này nói chung là ốc tầm trung nhưng mà khá là đẹp. À, cái chiều cao em đo cái độ nghiêng độ xéo tranh luôn 140, nếu mà nằm thẳng khoảng 1,5 m nha. À, để mình về mình để kích thước cho vừa cái phòng thờ nhà phòng tranh nhà mình. Chiều ngang tổng 3 tấm lên tới là 1,05 m. Ở 1,05 m nha. 4 tấm bộ này tổng cộng gồm 4 tấm. Ở mình về mình bắt tranh lên thôi. Xung quanh về bốn góc là người ta cảnh tứ linh hội tụ. Ở long lăng quy phụng nha bà con. Hai bên là hai câu thơ, câu văn nho nha. Ở hai câu đối. Ở chữ nho hén nha, rất là đẹp luôn đó nha. À, bà con mình xem gỗ này đặc biệt là gỗ dán nó liền đỏn liền khói chứ không phải hàng chạm đục khung, cho nên mà khung thì mình về mình lau chùi vệ sinh đó, nó sẽ khó hơn. Còn hàng này thì khỏi chê rồi, vệ sinh cũng dễ nè. Đó, mình treo lên nó cũng sáng sủa sạch sẽ nữa nè. Đó, bà con mình xem chính giữa là cẳng hai con rồng song long đó, và bốn chữ là Cửu Quyền Thất Tổ nha bà con. Đó, bộ tranh này nói chung dày và đẹp nha. Đó, liền lạc và lành lặn không lỗi lầm cho bà con mình luôn. Đó, bộ này thì giá em giao lưu 17 triệu. Đó, 17 triệu em bao phí vận chuyển nha. Đó, về bà con mình chỉ có việc bắt lên tường nhà mình thôi. Đó, khá là đẹp luôn, 17 triệu đồng nha bà con, bao phí ship trên toàn quốc nha. Đó, và bao kiểm tra hàng. Đó, bà con mình cần những sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em nha, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. À, bên này em có ba bức tranh nè, ba bức tranh cũng khá là đẹp nha. À, bà con mình xem giúp em, một bức là chữ nhẫn, bức chữ hiếu nha bà con. Đó, còn bức này thì bà con mình xem nha, tứ linh. Đó, chữ đức ở cẳng tứ linh nha, một bức giữa là bức chữ đức á. À, bà con mình xem ba bức tranh khung viền thì chạm đục chút tre, ốc bên trong là ốc hoàng tranh thâm thiên lý. Đây là một bức tranh chữ hiếu nè. Đó, để em đo bức này trước nha, chiều cao bức này em đo 62, chiều ngang của nó thì lên tới 42 nha, độ dày tranh này là 3 phân. Đó, chữ hiếu nha bà con, và một bài thơ rất là hay, mang ý nghĩa cũng như nói lên người con có hiếu nha. Đó, ốc nát thì khỏi chê, ốc này hoàng tranh chuẩn luôn nha. Đó, ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. Đó, rất là hay, bà con mình sưu tầm về tặng cho ông bà lớn tuổi mình, nói lên một điều là mình có hiếu thảo cho gia đình của mình. Đó, rất là hay nha bà con, và đặc biệt ốc này là khỏi chơi rồi. Đó, em bao kiểm tra nha, hàng giao lưu em bao kiểm tra. Mặt gỗ dán sau lưng nè, rất là dày và cứng, gia cố chắc chắn nha, có móc sẵn mình về mình treo lên thôi. Đó, chữ hiếu, mỗi chữ này thì em giao lưu 3,5 triệu, chữ này em giao lưu 3,5 triệu nha, em bao phí ship trên toàn quốc. Còn bên đây chữ đất thì cẳng bên trong bà con mình xem là tứ linh, long lăng quy phụng nha. Ở long lăng quy phụng, ốc cũng hoàng tranh, kích thước nó cũng đều như nhau thôi. Ở em cũng để đồng giá cho bà con mình toàn bộ hết luôn, chỉ 3,5 triệu một tấm thôi nha. Trong chữ đất này người ta cẳng là tứ linh, là long lăng quy phụng và ốc hoàng tranh xanh thiên lý. Ở nhìn rất là đẹp luôn. Ở bà con mình nhìn sơ qua và cảm nhận giúp em nha, tứ linh hội tụ bên trong nha. Ở chữ đất nhà mang có tính chất là ý nghĩa nha bà con. Ở khá là đẹp. Gỗ của nó cũng là gỗ gõ luôn, 3 tấm kích thước thì như nhau. Đó, tấm đó em cũng giao lưu với bà con mình là 3,5 triệu một tấm. Còn bên này là chữ nhẫn nha. Đó, bắt nhẫn Thái Hòa. Đó, bắt nhẫn Thái Hòa nha bà con. Chữ nhẫn mang ý nghĩa cũng rất là hay nha. Đó, nhẫn nhịn, nhẫn nại nè. Đó, bà con mình xem một câu nhẫn bằng 9 câu lành luôn nha. Đó, ốc hoàng tranh xanh thiên lý. Bên dưới là người ta cẳng là một cây hồ hoa sen. Đó, nhìn rất là đẹp. Chữ nhẫn người ta làm cẳng theo phong cách như là bà con mình xem nha, giống như là mà vẽ đó, kiểu mà vẽ thư pháp vậy đó. Và khung viền cũng được chạm đục chút tre luôn, 3,5 triệu một bức thôi, giá rất là hữu nghị, vừa tầm vừa xứng luôn nha. Đó, bà con mình xem giúp em đó, kích thước đều như nhau, mỗi một tấm 3,5 triệu. Bà con mình có giao lưu những sản phẩm nào cứ chụp lại màn hình gửi qua inbox qua số Zalo, bên em có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho bà con mình kỹ càng và rõ ràng hơn đó, nếu mà bà con mình xem không rõ nha. À, còn bà con mình ở gần khu vực miền Tây, quận Môn, Cần Thơ, là cứ đến cửa hàng chúng em xem. À, mình cứ đến tham khảo và giao lưu trực tiếp nha. À, bên em rất là nhiều loại sản phẩm đa dạng phong phú. À, còn đây em có một cái bộ bàn 9 món. Bộ này thì 8 cái ghế đơn. À, ghế đơn là rất là rộng thoải mái nha. Thì một cái bàn lớn nè, gỗ gõ nha bà con. Được cản gốc bằng tranh. Cái bộ này thì nó xưa nha. Hàng này là hàng xưa nè, cho nên thì em báo chuẩn thì em chưa có vệ sinh làm bóng gì hết. Em để nguyên thủy nè. Bà con mình có nhu cầu giao lưu thì em sẽ cho thợ sơn đánh bóng lại cho bà con mình. À, bàn thì có cái chiều cao lên đo 80, chiều dài của cái bàn này nó chiều ngang cái bàn là 104 nha.
Đó, tổng cái chiều dài nè, tổng cái chiều dài của cái bàn này lên tới là 179. Mặt là mặt đá đen chân mây, đá đen này là đá hàng xưa mới có nha. Còn hàng bây giờ là số đá trắng chân mây nhiều, mà con mình xem sơ qua khá là đẹp nha. Đó, được con cái nó lành lặn liền lạc, gỗ ốc của nó thì lên nước theo thời gian thôi, người ta xài sử dụng lau chùi nhiều quá. Cho nên bà con mình xem nha, những hàng này mình về mình xài thì nó yên tâm nhất trí rồi. Nó sẽ không còn bị mà co nhót nước xé gì hết nữa. Đó, mình xài càng lâu càng bóng thì nó sẽ càng đẹp. Đó, chân thì chạm đục từ trên tới dưới, đầu lăn chân bóng luôn. Đó, đầu lăn đuôi cá luôn nha. Đó, có một cặp chéo bên dưới cũng cẳng hoa mai năm cấm. Đó, cho nó dựng cái chân cứng cáp nha. Đó, bà con mình xem sơ qua. Khá là đẹp nha bà con, lành lặn gà liền lạc. Ở bà con mình có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại Zalo, em sẽ chi hình ảnh cho bà con mình thêm. Đó, những sản phẩm này nói chung cũng nó to nó lớn nha bà con. Đó, thường thì những cái nhà quý tộc ngày xưa hay xài sử dụng những cái bộ bàn như thế này nha. Mình thường thường bắt gặp thường thường là ở mà Bạc Liêu á, những nhà công tử Bạc Liêu á, những mặt hàng cẳng như thế này thì khá là nhiều nè. Đó, nhưng mà giá thì rất là cao trong tại cửa hàng trong chỗ mà Bạc Liêu nha. Còn ở đây thì em giao lưu hàng sưu tầm giá mềm, em để bà con mình giá hữu nghị. Cái nào giá cao thì em để bà con mình giá cao nha, nhưng hàng em bao chất lượng cứ yên tâm luôn. Đó, ghế thì có 8 cái ghế đơn nha, mỗi cái ghế như thế này em đo lên tới là 1m05, chiều ngang phần tựa lưng này là 47, còn cái chiều ngang vị trí mình ngồi này đi nha là 52 nè, cao từ mặt đất trở lên em đo là nó 49. Đó, ghế mình ngồi thoải mái lắm, nó rộng và có cái độ dựa tựa sau lưng nghiêng hơi. Đó, chạm đục và cẳng ốc là tứ diện. Đó, bà con mình xem cẳng ốc tứ diện nha, hàng lành lặn và liền lạc hết, không lỗi lầm. Đó, cái này thì chỉ có việc em vệ sinh là thôi, vệ sinh lau chùi thôi là bà con mình về là mình xài sử dụng nha. Đó, bà con mình xem những cái hàng nào cần thiết thì cứ bình luận lên giúp em. Đó, mình có xem like thì cho em một lượt like nha, em cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Đó, đây ghế thì tứ diện rồi, chân thì chân thiên nga nha. Đó, mấy cái ghế này nặng em độ cũng khoảng từ 20 kg trên một cái á, gồm có 8 cái ghế á. Đó, mặt sau lưng nè, đó, mặt sau lưng của nó nè bà con mình xem nè. Đó, cẳng ốc rất là dày, rất là nhiều ốc luôn. Đó, rất là nhiều ốc và chạm đục luôn nha. Cái bộ này thì em cũng đang giao lưu với bà con mình, nó có giá là chỉ có 82 triệu thôi. Hôm trước thì giá 85 nha. Đó, hôm trước 85 nhưng mà hôm nay em để giá thanh lý luôn, về chỉ 82 triệu. Là em bao phí vận chuyển và bao đánh bóng theo yêu cầu bà con của mình luôn nha. Đó, bao phí vận chuyển và bao đánh bóng. Đó, mình có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha. Em có để trên tiêu đề á. Mình ở gần miền Tây thì em có thể thương lượng em giảm tí lọc lại cho bà con mình, còn mình ở xa thì cũng có giảm được nhiều luôn nha. Đó, bà con mình xem sơ qua bộ bàn nhìn rất là quý tộc nha bà con, khá là đẹp nha. Ở giá trị thời gian đó bà con mình xem. Đó. Rồi tiếp theo đây thì em có những cái tác phẩm bằng đá nè, đá nguyên khối chạm đục nè, những dòng đá quý nha bà con. Đá này thì hoàn toàn đều đá quý từ thiên nhiên 100% hết nha. Đó, bên này thì một cái đĩa tranh chữ Phúc. Đó, để tranh chữ Phúc là người ta khảm là những cái phần đá quý luôn, đó là đá ruby mắt tôm nè, kết hợp với là thạch anh. Đó, thạch anh hồng nha. Đó, những cái đông đó hoa và những cái trái đào á đều là thạch anh hồng hết. Đó, còn chữ Phúc đó là đá ruby mắt tôm á, người ta kết tế cái thành nha. Đó, bà con mình xem và bài thơ nó cũng rất là hay. Đó, phúc sinh phú quý gia đình thịnh nha bà con, khá là hay ý nghĩa. Và đặc biệt cái đĩa này đường kính nó lớn chứ không phải nhỏ đâu nha. Hôm trước mấy đĩa nhỏ em vô lưu hết rồi, đĩa lớn này đường kính nó tới 40 lần. Đó, luôn cả cái giá đỡ để đế bên dưới cho bà con mình bằng gỗ heo luôn nha. Đó, cho bà con kèm theo cái giá đỡ bằng gỗ luôn. Đó, bà con mình xem giúp em chữ Phúc nha bà con. Đó, khá là đẹp nha. Đó, đá này cũng đều là đá thấu quang hết. Đó, hàng thì em bao cho bà con mình không bị nứt ha, không bị tóc gió nè. Đây đá thấu quang hết nè. Đó, đá này đá từ thiên nhiên 100% nha. Đó, người ta làm thủ công này lên nó cũng rất là công phu kỳ công, kết hợp với những loại đá quý. Còn bên này em có một cặp cái đĩa châm này em giao lưu giá là 2,2 triệu nha bà con, đường kính 40. Đó, khảm những thành phần đá quý nha. Còn cái này thì em có một cặp bình nè, cặp bình là cá chép dưới hồ hoa sen đó bà con mình xem. Đá này đá xanh, đá ngọc xanh, ngọc cẩm thạch nha bà con. Đó, đá này cũng thấu quang hết nè bà con mình xem nha. Đây đó, hàng ngọc cẩm thạch xanh này là hàng hiếm nha bà con, không có nhiều, vì những cái màu xanh như thế này nói chung rất là ít nha, rất là hiếm. Đó, đá nó liền nguyên khối nặng là khoảng em độ khoảng trên 20 kg luôn, cả đế luôn á. Đó, bà con mình xem chạm đục hai con cá chép ngậm lên hai viên ngọc hoàng long nữa. Đó, cá chép này nó ngậm là ngọc, này là ngọc bằng cái này là thạch anh. Đó, hai viên ngọc thạch anh nha, đá thạch anh nha. Đó, bà con mình xem nha. Chiều cao này thì mỗi cái em đo lên tới luôn cả đế là 75 lần. Đó, nó cao cả đế là 75 lần nha. Còn chiều ngang cái đế không là 15. Đó, chiều ngang cái đế không là 15 nha. Hàng rất là đẹp nha bà con. Đó, cái này mình có thể cầm bông cầm hoa được luôn, hoặc mình trưng bày trong nhà. Đó, cái dòng đá xanh này là loại đá nó hiếm nha bà con, cái loại đá quý nha, chứ không phải như đá trắng, đá đen bình thường nha. Đá xanh nó ít nữa.
nó đá xanh với đá hồng thì nó giá trị. Đó, còn đá này thì bà con mình xem nha, rất là đẹp luôn á. Đó, nặng khoảng trên 20kg luôn đó. Đó, cặp này em giao lưu với bà con mình là 6.800.000 một đôi nha bà con. Đó, hàng rất là đẹp, nguyên khối đá từ thiên nhiên. Đó, đá ngọc xanh kết hợp với là thạch anh. Thạch anh là những cái viên ngọc nha, những cái viên ngọc của cá chép ngậm á, là đá thạch anh. Đó, bà con mình xem qua chỗ nào không hiểu không rõ thì cứ chụp lại màn hình gõ qua Zalo nha, em sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Và đây em có một cây nhân sâm ngàn năm nè. Cây nhân sâm này thì bà con mình xem chất liệu này của nó là bằng đá ngọc hoàng long. Đó, cái đế nó thì bằng đá trắng. Đó, đá ngọc hoàng long nha, loại đá quý hiếm đó nha bà con. Đó, đá giá trị á. Đó, đá ngọc hoàng long hình người ta chạm hình nguyên một cây sâm là mang tính chất phong thủy nha. Đó, nhìn rất là đẹp và hộp luôn nha bà con. Chiều cao cây sâm này em đo luôn cả đế là 60 nè, còn cái cây sâm này không là lên tới là 46. Đó, chiều ngang hình viên đá cây sâm này là 27 nha. Đó, chiều ngang đế thì lên tới 29 lần, chiều sâu ra của đế là 14. Đó, đá ngọc hoàng long nha. Đó, bà con mình cứ lên Google tìm hiểu bấm sọt thêm giùm em nha, loại đá ngọc hoàng long là đá gì nó sẽ hướng dẫn bà con mình nhiều hơn. Đó, khá là đẹp luôn, nguyên khối, cái này thì gồm cả đế nữa. Đó, tác phẩm này em giao lưu giá là 4.500.000 thôi cho cây sâm ngàn năm này thôi nha, 4.500.000 đồng. Đó, bằng chất liệu bằng đá ngọc hoàng long. Đó, khá là đẹp, mặt sau cũng được chạm đục luôn nè. Đó, bà con mình xem. Đó, còn kế tiếp là em có một tác phẩm là ngự long quy. Ngự long quy này thì chất liệu nó bằng đá cẩm thạch màu hồng nha bà con, trắng phớt hồng nha. Đó, mấy cái loại đá này á, thì nói chung người ta tiền cũng có nhưng mà nó hiếm và nó ít lắm. Đó, chứ không phải là số lượng nhiều được. Mà những loại đá màu á, được tự nhiên từ ban tặng á, từ những loại đá màu nó hiếm nó ít nha. Cái con mà ngự long quy này nè, nó nặng lên tới là 25kg lận. Bà con mình nhìn thấy chứ nó nặng tới 25kg lận nha, khá là to, trên lưng có cổng một chú rùa nhỏ nè. Đó, chiều cao này em đo lên tới 31, tổng cái chiều dài thì nó lên tới là 40 phủ bì luôn á. Đó, còn chiều sâu ngang này là lên tới 26 nha, khá là lớn chứ không hề nhỏ đâu. Đó, ngự long quy cổng gùa. Đó, mình gồng đầu gùa nha. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, đá thì bà con mình xem nha. Đó, đá thì đá trắng phớt hồng nha bà con. Đó, loại đá thiên nhiên nha, loại đá quý hiếm nè bà con mình xem nha. Đó, em thông đèn cho bà con mình xem, nó giống như là thạch anh non luôn rồi đó nha. Đó, bà con mình xem. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, 25kg nữa nha, em giao lưu với bà con mình giá là chỉ có 3.200.000 thôi. Đó, 3.200.000 thôi nha, nặng 25kg. Đó, bà con mình có nhu cầu thì cứ bình luận lên giúp em nha, chụp lại màn hình giúp em gửi qua Zalo, em sẽ tư vấn thêm chỗ nào không rõ không hiểu. Còn đây là một cụ ngự long quy nhỏ hơn chút xíu, cái này thì bằng đá đen. Đó, đá dăm đen nha bà con, loại đá từ thiên nhiên luôn nha. Hàng này thì em bao chuẩn hết, tất cả đều loại đá quý từ thiên nhiên sưu tầm, chứ không phải là đá bột hay đá mà nhân tạo nha. Chiều cao này thì em đo nè, lên tới là 17 nè. Tổng cái chiều dài này nha, là lên tới 35 phủ bì. Đó, cái voi này nói chung cũng nặng cả chục ký luôn á, chứ không hề nhẹ đâu. Đó, đây, đó, ngự long quy, cổng gùa nè. Đó, bà con mình xem nè, rất là đẹp nha. Đó, hình nguyên một con rồng, đó, trên lưng con gùa. Đó, tác này thì em giao lưu có giá là 2.600.000 thôi nha bà con, nặng hơn 10kg nha. 2.600.000 đồng, em bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Bà con mình cần những sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em thoải mái. Đó, cứ báo những sản phẩm thoải mái nha, cần ưng những sản phẩm nào thì cứ báo giá thoải mái nha. Đó, bà con mình cứ bình luận lên, em sẽ trả lời cho bà con mình. Và đây em có một cái chiếc bàn đi, chiếc bàn vuông nè, chất liệu gỗ gõ từ cẳng ốc hoành chân. Cái bàn này mình có thể ngồi được 4 hoặc 6 người, mình kết hợp ghế thêm nha. Vì em sưu tầm bàn, không thì em giao lưu bàn nha. Cái bàn vuông gỗ gõ mặt đá dân mây nha, bà con mình xem. Chiều cao cho cái bàn này á, em đo nó lên tới là 75, đường kính nè. Đường kính cho cái bàn này thì nó lên tới là 86 nha. Đó, 86 vuông đó nha bà con. Đó, vô số lọc phát luôn. Xung quanh là cẳng ốc tứ diện, hai bên nó có hai cái hộc tủ ngăn kéo để mình đựng đồ để đồ. Đó, rất là thuận tiện thoải mái luôn nha. Gỗ của nó là gỗ gõ 100% toàn bộ hết. Đó, ốc mát cẳng tứ diện chạm đục bốn cái chân là bốn cái lục bình nha. Đó, bà con mình xem. Đó, chiếc bàn này em đang giao lưu với bà con mình giá chỉ có 14 triệu thôi. Mình sưu tầm, mình làm bàn kê đồ, chân đồ vẫn được. Hoặc mình có thể về kết hợp với những cái ghế đó, là vô mình ngồi nha, uống nước trà đàm đạo được 4, 5, 6 người nha. Đó, khá là đẹp. Đó, bà con mình xem, hai bên có hai hộc tủ ngăn tủ kéo mình để đồ luôn. Đó, 14 triệu thôi nha bà con, em bao phí ship trên toàn quốc nha. Đó, 14 triệu cho cái bàn này. Cái bàn này mình thấy gì chứ nặng không? Được, không bao giờ thiên nổi đâu, hai người thiên. Đó, nó thấy gì chứ khá nặng đó. Ở đây thì trước mặt bà con mình em có một cặp liễm đó. Đây một cặp liễm xưa nha bà con, cặp liễm là hai con đối nha. Đó,
ốc vàng chanh và gỗ của nó đặc biệt, nó dày tới 4 phân luôn nha. Đó, chứ không phải mà loại dán mà bình thường là 3 phân, mà hàng gần đây bây giờ khá nhiều, giá nó mềm nhiều nha. Còn cái cặp này là chỉnh hàng xưa nha bà con, dán dày và nặng. Đó, chiều cao này thì mỗi tấm thì em đo lên tới 2m13 nè. Đó, 2m13 nha. Đó, chiều ngang mỗi tấm như thế này là lên tới 25,5. Độ dày theo lẻ này nó dày 4 phân nha bà con. Hàng giá trị nha, hàng giá trị sưu tầm theo thời gian. Đó, ốc thì em bao bà con mình là ốc xưa nha. Đó, khá là đẹp. Đó, lành lặn và liền lạc hết trơn luôn, không lỗi lầm. Đó, bà con mình xem kênh thấy ai thấy đẹp, mến tay mến chân cho em lượt like, share và đăng ký. Làm gì? Đó, khá là đẹp nha bà con. Đó, ốc nát là khỏi chê nha. Đó, hai câu đối hai bên nha. Hai câu này thì hôm trước em cũng dịch rồi mà em quên rồi. Bà con mình có nhu cầu giao lưu em dịch lại nữa, em sẽ dịch cho bà con mình nha. Sao nha? Đó. Dạ, hai câu đối này là phúc sinh phú quý gia đình thịnh nè. Lộc tiếng vinh hoa tự tôn hưng à. À đúng rồi, mỗi câu đó là 7 chữ á. Nó 7 chữ nha bà con. Đó, phúc sinh phú quý gia đình thịnh, lộc tiếng vinh hoa tự tôn hưng. Ốc thì ốc nhã phần trăm theo thời gian 5 tháng. Đó, ốc nhã ba chầu nha. Đây và mặt gỗ dán sau lưng nè. Cá là dày và nặng, mấy cái móc ngày xưa thì nó bục nó bỏ hết ra. À thay luôn mình sẽ gắn ốc mới lại cho nó cứng. Đó, dán sau lưng không công dơn nước xé nha bà con. Dán dày 4 phân chứ không phải loại mỏng nha. Cặp này em giao lưu cho bà con mình có giá là 20 triệu, em bao phí vận chuyển trên mọi miền tổ quốc nha. 20 triệu nha bà con. Hàng xưa nha, dán dày. Ở còn loại mỏng hơn thì giá nó mềm hơn, hàng bây giờ giá nó mềm hơn, cho nên bà con mình xem màn hình lại và có thể cảm nhận, hoặc mình có thể đi kiểm tra hàng nha. Đó, mình có thể đi hỏi cái này kia em bao bà con mình luôn, cứ yên tâm. Đó, bên em giao lưu thì có mấy ghế đu đưa chứ đi. Đó. Đây bên đây thì em có một cái ghế đu đưa nè. À, một cái ghế đu đưa chất liệu là gỗ cẩm lai. À, bà con mình xem cái ghế nha, mình ngồi có thể nghỉ trưa nè, cho những người lớn tuổi cũng được nha. Mình xem phim nè, đó, ngồi nghỉ trưa xem phim, xem đá banh. Đó, có cái chân của mình dưới massage được luôn, người trên 100kg em bao nằm thoải mái. Chất liệu là gỗ cẩm lai nguyên con. Cái chiều cao ghế này thì em đo lên tới 115 nha. Còn em đo cái độ xéo này nè, độ xéo nếu mà rộng xéo nhất khoảng 1m6, nếu mà ngã nằm ra khoảng 1m7 luôn á. Và chiều ngang luôn rộng hai cái tay nè, lên tới là 70-73. Khá là rộng, còn phần tựa lưng sau lưng chiều ngang là 57. Và thành đố này nó dày lên tới 4 phần là mấy cái thành này dày 4 phần nè. Họ có làm cái đồ gói tựa nhô ra để nằm nha. Đó, xung quanh là người ta chạm nè. Đó, chạm cổ đồ khá là đẹp. Văn gỗ siêu văn tự nhiên, những cái lá gỗ cẩm lai ấy nha. Đó, văn của nó còn y nguyên luôn mà con mình xem khá là đẹp nha. Nặng trên 100kg á. Ôi bà con mình trên 100kg vẫn nằm bình thường. Đó, cái này mình sưu tầm về mình làm quà biếu cho ông bà lớn tuổi, mình nằm mình xem phim ở nhà luôn, massage chân được luôn nè. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn. Đó, hoàn thiện hết rồi nha. Đó, lành lặn và liền lạc. Cái ghế đu đưa này em giao luôn giá cũng có hữu nghị cho bà con mình, giải sưu tầm thôi là chỉ có 12 triệu thôi nha. Đó, 12 triệu em bao phí vận chuyển tận nhà, bà con mình chỉ có việc cho em số điện thoại và địa chỉ thôi, em ship tới tận nơi cho bà con mình là từ Nam vào Bắc, từ Bắc vào Nam. Đó, bà con mình xem khá là đẹp luôn nha. Nó dày dặn cứng cáp lắm, trên 100kg nằm bình thường thoải mái. Đó, bà con mình nằm có vấn đề bao về nhà sử dụng theo thời gian luôn. Và đây tiếp theo em có một cái chiếc tủ cành hồng ruby nha bà con, chất liệu gỗ gõ và ốc này là ốc vàng chanh xanh thiên lý nha. Đó, mình về mình cây đồ nè, để mình về mình cây đồ, cái ngăn của nó xì dắt rất là đẹp. Đó, mình cây từng ngăn lên. Đó, mình những cái vật phẩm quý giá đồ mà vật dụng mình sưu tầm á. Chiều cao này thì em đo lên tới 2m2, tủ cao 2m2 nha. Đó, chiều ngang của tủ thì nó lên tới là 113. Chiều sâu của tủ này ra là lên tới 38. Sâu tủ là 38 nha. Đấy bà con mình xem qua giúp em nha. Chạm đục hoa văn cụ lá rất là đẹp, ốc mát khỏi chơi. Mặt dán sau lưng cũng là gỗ gõ luôn. Đố cửa này thì cây nào cái này cũng to lắm, gà dày nữa, to và dày cho nên cây này nó nặng. Đó, đố cửa chiều ngang mỗi cái đố này là 4 phân lận. Đó, rất là dày. Ốc là cẳng từ trên chạy dìm từ trên tới dưới. Đó, khá là đẹp luôn nha. Đó, tủ này thì mình về mình trưng bày là hết ý rồi. Đó, em bao xài sử dụng luôn theo thời gian 5 tháng luôn nha. Đó, chứ thì cũng có hai cái ngăn kéo để mình đựng đồ. Đó, bên trong là nhiều ngăn nhiều tầng để mình đựng đồ bày đồ bên trong nữa. Tủ này mình trưng bày không là nó cũng đẹp rồi. Đó, mà con mình xem đây. Đó, mặt sùng gỗ trong đố nó dày 4 phân luôn nè, không là mỏng. Đó, đây có nhiều ngăn nè, có nhiều ngăn nhiều tầng nha. Mặt gỗ sau trong là mặt dách luôn, gỗ gỗ luôn đó. Đó, khá là đẹp. Cây này em đang giao lưu với bà con mình có giá rất là hữu nghị luôn, là chỉ 29 triệu thôi nha bà con. Đó, em bao phí vận chuyển trên toàn quốc luôn á. Giá nói chung là giá này nói chung là rất là hữu nghị luôn đó nha. 29 triệu đồng bao phí ship trên toàn quốc, bao kiểm tra hàng nha.
mình ở miền Tây khu vực gần thì lúc nào em cũng phải giảm cho bà con mình tí nha, tí lọc nữa. Nếu bà con mình ở gần khu vực miền Tây á, em sẽ bớt bà con mình tí lọc đó, nên bà con mình yên tâm. Mà ở xa em không có giảm được nhiều vì phí nó vận chuyển nó cao đó, em phải gửi xe hoặc đóng gói đóng kiện đi xa nên phí nó cao nha bà con đó. Và trên đây em có những cái bức tranh xưa nữa nè, tranh gốc lực, tranh kim hoa gốc lực nè đó, bà con mình xem nha. Mấy cái bức này thì tủ đời thời gian 5 tháng rồi. Mấy cái lốc lịch thì rất là đẹp, mình về mình gắn cái lịch lên mình xài thôi. Cái bức này thì em vô luôn giá chỉ có là 3,2 triệu thôi. Đó, tích thịnh bòm xuôi gió. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha bà con. Đó, ốc thì nhã ba chầu xưa theo thời gian 5 tháng. Đó, 3,2 triệu đồng. Đó, bà con mình xem sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em nha. Có cần những sản phẩm nào cứ bình luận lên giúp em. Đó, hoặc có nhu cầu gì cứ bình luận giúp em nha. Đó, bà con mình đang xem like xem kênh cho em một lượt like share và đăng ký. Ở bức này là chim hoa phú quý, giá cũng 3,2 triệu thôi. Và cái lốc lịch này là bà con mình xem chạm đục dê ngậm thọ, một đôi chim tước gỗ gõ liền nguyên khói nguyên tấm, giá 1,8 triệu. Ở cái bức cái dê ngậm thọ này thì 1,8 triệu á. Bà con mình xem rất là đẹp. Bà con mình có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha, em giao lưu với bà con mình qua số điện thoại đó nha. Trên tiêu đề á thì em like nhưng mà có nhân viên bên ngoài hỗ trợ. Bà con mình có nhu cầu thì cứ bấm vào số điện thoại kết bạn Zalo hoặc là mình gọi trực tiếp để mình xem sản phẩm hoặc mình chốt sản phẩm nào nha. Em có để số điện thoại 0772877278 duy nhất, một số duy nhất thôi. Bà con mình lưu ý giùm em không có số nào khác nha. Còn đây là một bức tranh nói về cha và mẹ nè, cũng như nói về những con cò đi tìm mồi kiếm ăn nha bà con. Và câu thơ cũng rất là hay nha. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha nha. Rất hay và ý nghĩa nha. Đó, chanh gỗ gõ ốc vàng chăm Singapore rất là đẹp. Bức này em cũng giao lưu 3,2 triệu một tấm này thôi. 3,2 triệu đồng thôi nha bà con, bao phí ship và bao kiểm tra hàng nha. Bên em thì còn rất là nhiều loại sản phẩm, bà con mình có nhu cầu nha, ý cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc các bạn Zalo giúp em. Bên Zalo em cũng có khá là nhiều đồ, bà con mình có thể lên xem. Hoặc thì bà con mình có đến cửa hàng á, mình cứ đến trực tiếp cửa hàng để mình xem tham khảo, mình xem chơi vui, rồi mình không mua cũng vẫn vui nha. Bà con mình cứ yên tâm. Và đây là một bộ tranh gốm sứ tích là thập bát La Hán nha bà con. Tích này là tích cổ nha, 18 vị La Hán trong truyền thuyết. Thì tranh này là tranh màu vẽ tay, hàng của Tàu nha, hàng Tàu xưa. Chiều cao này mỗi bức đó em đo nó lên tới là 1m08. Tổng cái chiều ngang 4 cái bức này nè, cũng khá là lớn á, là lên tới 110. 1m10 đó nha, thập bát La Hán trong truyền thuyết đó nha bà con. Mình xem hữu duyên quan hỷ nha, hàng vẽ họa văn họa tiết rất là đẹp nha bà con. Những cái đường nét hoa văn nè, vẽ màu, khung là khung gỗ. Gỗ này cũng là gỗ tốt, gỗ chắc chắn nha, chứ không phải là loại gỗ thường nha bà con, khá là đẹp luôn. Cái bức này thì em đang giao lưu giá bà con mình là chỉ có 4,2 triệu thôi, 4 tấm nha, giá nó chung hữu nghị luôn á. Đơn thời thì mấy bức này từ giá 4,5 triệu, nhưng mà em để hôm nay giá hữu nghị cho bà con mình 4,200,000 đồng mà 4 tấm, chạy nhầm 1 tấm thì 1 triệu bạc thôi nha. Giá nói chung thì rất là ok luôn á. Em bao phí vận chuyển đóng gói nữa. Thì không còn bao nhiêu nữa luôn đó nha bà con, mình xem hoặc cảm nhận. Thì bên em còn rất là nhiều loại sản phẩm nè, như là đồ gốm, đồ đồng, đồ phong thủy, cũng như là nhiều loại mặt hàng cả mà con mình theo dõi và giao lưu nha. Đồ xưa, đồ cũ có, và những mặt hàng độc lạ có nha. Bà con mình nhớ bấm like kênh theo dõi để nhận những clip mới mỗi ngày bên em. Địa chỉ cửa hàng thì nằm ở tuyến quốc lộ 91, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con mình cứ đến trực tiếp cửa hàng để xem và tham khảo nha. Và đây là một cặp tranh nói về Phúc và Đức nè, là tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt. Chất liệu của nó là gỗ gõ nha bà con, cũng là gỗ gõ luôn nha. Hàng này đã được làm bóng sạch sẽ đó nha, hàng cũ làm bóng thôi nha. Hàng thì em bao không đứt xé làm tích liền lạc, cao 1m, ngang 30. Lý Ngư Vọng Nguyệt cặp tranh này em đang giải giá rất là mềm, chỉ có 2,5 triệu thôi. Hàng chạm đục thủ công. Bà con mình xem một cặp duy nhất thôi nha, bên em chỉ có một đôi duy nhất thôi. 2,500,000 đồng, em bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Bà con mình xem thấy đẹp, thấy hay, mến tay, mến chân, kê một lượt like, share và đăng ký. Em cảm ơn luôn rất là nhiều nha. Bà con mình xem những bạn, những người, những anh, cô chú gì về được nữa, đang xem kênh cho em một lượt like nha. Hoặc thả tim để em có động lực, em like, em nói nhiều hơn, em giới thiệu nhiều hơn cho bà con mình xem nữa. Thì những cái bức tranh giấy dầu, hàng của Tàu vẽ tay nhìn rất đẹp, hồ mỗi bức chỉ có 500,000 thôi. Bà con mình lấy 3 bức này thì em để giá bà con mình hữu nghị luôn, khả mềm luôn nha. Nếu mà lấy cả 3 bức em tính 1,2 triệu thôi, chỉ nhầm 400. Đây là ông Thọ Tiên nè, Di Lạc, Thú Tiền nè, miệng luôn tươi cười nha. Ông đây thần tiền chúc phúc nha bà con, bà con mình quan hỷ. Rất là đẹp, 3 tấm nha bà con, đều mang tính chất phong thủy hết. Bà con mình có nhu cầu nhã ý bình luận lên giúp em nha, cứ bình luận thoải mái. Bình luận thoải mái, bình luận không mắc tiền mua nha bà con, bình luận thoải mái nha. Cần những sản phẩm nào cứ bình luận lên thoải mái.
Mình like, mình share cũng không mắc tốn cho đồng tiền nào, chỉ mất thời gian chút đỉnh thôi, chừng 2-3 giây thôi. Em cảm ơn bà con mình rất là nhiều luôn nha. Dạ rồi, xin kính chào quý bà con đang xem like của em nha. Đó, đến với những sản phẩm nhỏ thì đến em lượt em gái like như cô chú anh chị gần xa. Và trước mặt đây, đó em có một chiếc hộp chuẩn xưa cho mình nha. Chất liệu bằng gỗ Tàu nha cô chú anh chị, bằng gỗ Hoàng Dương của Tàu luôn nha. Nhìn cho em đây, người ta vừa chạm vừa khắc tay toàn hoàn toàn nha cô chú anh chị. Gỗ Hoàng Dương là một trong những loại gỗ quý của Tàu mình luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Một trong những loại quý của Tàu luôn đó. Rồi mặt trên đây người ta cũng chạm khắc đây cô chú anh chị, nhìn giúp em ha. Một cái tích là tùng nha cô chú anh chị, một cái tích là giống như là hạt chim hạt đây rồi. Móc là móc đồng hết toàn bộ cho em gái nha. Phía bên dưới cũng là tre và hạt đây nha. Cẩn là cẩn 5 mắt, cần chạm là chạm 5 mặt luôn cho em nha. Em mở bên trong cho cô chú anh chị mình xem rõ nha. Đó, nhìn cho em gái nè, rất là đẹp đúng không ạ? À? Đó, hoàng chuẩn chi lành tích luôn. Mình đem về mình đựng trang sức, mình đựng những cái vật phẩm nào yêu thích vào cho em nha. Chiều cao em gái đo được 11 sen. Bề ngang như thế này là 20 ạ. Chiều rộng ra là cũng là 11 nha quý cô chú anh chị. Em giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa, sale cho cô chú anh chị mình trong clip ngày hôm nay, trong clip buổi tối ngày hôm nay sale cho quý cô chú anh chị có giá chỉ là 700.000 đồng nha quý cô chú anh chị. 700.000 đồng thôi ạ. À. Giao lưu sale của chú anh chị một chiếc hộp xịn sò chuẩn đồ xưa như thế này có giá chỉ 700.000 đồng ạ. À. Dạ không anh ơi, em lưu không có dùng mít anh ơi. âm thanh thật luôn nha, không dùng mít anh ơi ha, không có dùng mít ạ. Rồi 700.000 giao lưu bao phí ship toàn quốc. Trên tay em có một chiếc vòng long diên hương như cô chú anh chị. Long diên hương là một loại gọi là trầm hương của biển cho em nè. Trầm hương của biển, cô chú anh chị nào không biết về long diên hương cứ liên hệ lên Google đi, lên Google mình search cho em nha, lên Google mình search cho em gái nha, là mình sẽ biết giá trị của vòng long diên hương nằm ở giá trị như thế nào nha. Mùi thơm hoàn toàn tự nhiên. Và mỗi hạt như thế này là kích thước là nó tầm khoảng 20 ly nha quý cô chú anh chị mình. Bao chuẩn là long diên hương cho mình nha quý cô chú anh chị gần xa. Để em test ngay trên cái like này cho quý cô chú anh chị mình xem đây nha. Đó, mình xem cho em gái nha. Đó, chất là long diên hương chuẩn xịn nha cô chú anh chị. Cực kỳ là thơm luôn. Đem về nhà mình sẽ biết cái giá trị nó như thế nào nha. Quý cô chú anh chị nào không biết mình cứ lên trên Google search giúp em gái nha. Không có tiếng đó anh. Mở màn hình anh có nghe có tiếng không? Dạ đem kiểm tra lại cho anh. Chị anh. Dạ anh ok anh ơi. Những cái điện thoại khác nghe tiếng bình thường mà. Vậy là anh bị tắt mic rồi đó. Anh bị tắt mic đó. Anh bấm với bên tay phải. Anh bấm cái nút âm lượng lên giùm em. Của anh nó bị tắt mic đó anh trai ơi. Ha. Rồi một chiếc vòng long diên hương này em giao lưu có giá là 2 triệu đồng nha cô chú anh chị. 2 triệu đồng nha quý cô chú anh chị ơi. Ha. Ai mà nghe được bình thường nhắn lên cho em đi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào nghe âm thanh được bình thường nhắn lên giúp em gái nha. Nhắn lên cho em gái đi nha. Chứ ông ngoại là thấy là nghe là ok, em kiểm tra rồi mà. 2 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị gần xa luôn. Rồi lên tác phẩm đây là một chiếc nạm nha quý cô chú anh chị. Một chiếc nạm rượu luôn. Hàng này là hàng chuẩn gốm Tàu xưa cho em gái nha. Nạm này là nạm hình rồng cho em ạ. À. Nạm hình rồng lên mới gặp nạm luôn em. Nạm là nạm hình rồng nha cô chú anh chị. Ở trên đây là người ta bọc đồng nè, phần phía dưới bọc luôn cho cô chú anh chị nhìn cho em nha. Một truyện bốn chữ đây ạ. À, ha, quan sát cho em gái nha, cực kỳ là đẹp nha quý cô chú anh chị mình ơi, cực kỳ là đẹp luôn ạ. À. Nét vẽ đầu rồng năm móng chuẩn chi, không chê vào điểm nào được đâu ạ. À. Ha, chuẩn chi luôn đó. Chiều cao em gái đo được là 26, bề ngang như thế này 12 cm. Chiều cao 26, bề ngang 12. Hôm nay em sale với cô chú anh chị mình có giá 1 triệu 2 nha. Hôm nay sale còn 1 triệu 2. Dạ em xin chào nhiều chị Ngọc Quyên. Chị Ngọc Quyên là nghe bình thường nè. Anh Trung Hiếu cũng nghe bình thường nè. Anh Cảnh Lê Văn cũng nghe bình thường. Dạ ok anh trai. Rồi nghe bình thường nha anh. Nếu anh không nghe được em bấm vào cái mic cho em đi, nhầm khi anh bị tắt mic đó. Rồi xe của chú anh chị gần xa, một chiếc nạm xưa này có giá 1.200.000 đồng nha. Em gái giao lưu bao phí ship toàn quốc luôn. Bao cô chú anh chị mình kiểm tra hàng test thoải mái nha. Nạm rồng lên cho em mã nạm rồng 1.200.000 đồng. Tiếp tục đây em có nạm lông ẩn nha cô chú anh chị. Một cặp nạm lông ẩn cho em gái nè. À, tiếp tục lên đây là có một cặp nạm lông ẩn cho em gái nè. À, hàng chuẩn đồ xưa luôn. Và người ta bọc đồng xịn lắm nha cô chú anh chị. Bọc đồng cực kỳ là xịn luôn nha quý cô chú anh chị mình ơi.
có một đồng xịn chưa nè, nhìn cho em gái nha, cái nước đồng nè và nước vẽ nè, em bao chuẩn đồ xưa cho mình nha, tuổi đời không dưới 5-60 năm tuổi đâu ạ. À. Và mặt truyện là hai chữ nha, mộc truyện đế là hai chữ luôn ạ. Dạ em xin chào 37 vị khách đang xem like của em gái nha, chiều cao như thế này là 21 nha, bề ngang thế này 9 phân ạ. À. Rồi một cặp nạm lông ẩn này ngày hôm nay em giao lưu bao ship gần xa 700.000 đồng, giao lưu bao phí ship gần xa 700.000 đồng nha quý cô chú anh chị ha, 700.000 thôi ạ. À. Rồi tiếp tục thay em có lên những cái cặp nạm này ha. Ở đây em còn một số mẫu nạm nữa đây ạ. À. Mẫu nạm này là lên cho em mẫu mai nha cô chú anh chị, mẫu hoa mai nè. Nạm này em sưu tầm được mỗi một mẫu vài cặp nha quý cô chú anh chị. Do đó cô chú anh chị nào đã đặt rồi mà thấy em like nữa thì đừng có thắc mắc với em gái nha. Một rô nó có được đôi ba cặp. Cô chú anh chị nào yêu thích sưu tầm thêm vẫn có à. Ha, em còn một ít cặp thôi nha. Rồi chiều cao và kích thước như hồi nãy luôn nha. Chiều cao cũng là 21 đó. Bề ngang như thế này cũng 9 phân luôn. Hàng là hàng hoàn toàn dẻ tay lành tích nha cô chú anh chị gần xa. Và ở đây cũng họa tiết bọc đồng luôn. Bên dưới vẽ tay chuẩn xịn như thế này nè. Vẽ tay chuẩn xịn sò cho em gái nha. Phía bên dưới là mộc truyện là hai chữ cho em đây à. Mộc truyện hai chữ luôn. Rồi giao lưu còn quá cô chú anh chị gần xa cũng có giá 700.000 đồng. Giao lưu quý cô chú anh chị gần xa 700.000 đồng là em gái giao lưu bao ship rồi nha. Giá bao gồm phí ship luôn. Trước mặt đây em có một bộ tách trà như cô chú anh chị mình nè, em lên bằng quay luôn đi, quay rõ cô chú anh chị xem. Một bộ tách trà chất liệu bằng gốm tàu cho em nha. Một bộ tách trà chất liệu bằng gốm tàu xưa ha, không xưa đâu, đồ cũ nữa cô chú anh chị. Một bộ chất liệu bằng gốm tàu thôi nha cô chú anh chị, bao chuẩn đồ xịn cho mình đó. Bao cô chú anh chị mình sử dụng tốt. Và ở đây họa tiết người ta vẽ long phụng cho em nha, long phụng xum vầy à ha. Mỗi một bộ bao gồm 6 cái ly chuẩn xịn luôn, không nứt tóc, không bể vỡ. Đường kính là 7 phân ạ. À. Chiều cao cũng 7 phân luôn nha quý cô chú anh chị. Đường kính 7, chiều cao 7, ly là xịn luôn nha cô chú anh chị, không nứt tóc, không bể vỡ. Và đặc biệt là chiếc ấm này người ta có một cái lõi lọc inox cho em gái nha. Hàng này là hàng cũ thôi nha cô chú anh chị, mình sử dụng rất là tốt luôn. Xung quanh đây chiếc ấm này người ta cũng vẽ cho mình một cái tích long phụng xung vầy luôn nha. Đó. Bộ này là bao chuẩn bao đẹp cho mình, không nứt tóc, không bể vỡ. Chiều ngang 16 ạ. À. Chiều cao cũng 13 rưỡi nha quý cô chú anh chị. Rồi giao lưu một trọn bộ phí ship gần xa quý cô chú anh chị này. Bộ tách này ngày hôm nay có giá trị 700.000 đồng ha. Giao lưu gần xa giá trị 700.000 đồng cho một bộ tách đẹp như thế này, giá trị có 700 nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp tục đây, em có một chiếc khai gỗ lim đây nha. Ha, cô chú anh chị nào thích dòng gỗ xưa liên hệ với em gái đi. Em có rất là nhiều đồ gỗ xưa nha cô chú anh chị. Đây một chiếc khai gỗ lim xưa. Và ở đây người ta đục tay toàn bộ cho mình nha. Đục tay họa tiết rồng toàn bộ cho mình nha. Ở bên đây có hai cái quai cầm à. Nha. Hai quai cầm luôn. Rồi rồng thì đặt châu nha. À, nhìn cho em từng chi tiết một nha. Nhìn cho em từng chi tiết một. Xịn sò lắm nha quý cô chú anh chị mời. Ha, không nứt tóc, không bể vỡ. Hàng gỗ lim liền một khối luôn đó. Chiều ngang như thế này 31 sen à. Chiều ngang là 31 nha quý cô chú anh chị. Rồi đo chiều dài cho mình luôn nè. Chiều dài lên tới tận 51, gần 52 đấy cô chú anh chị ơi. Cái khai này rất là to nha. Và đặc biệt hàng liền khói lành tích tình tịch cho em gái nha. Hàng liền khói lành một tờ lành tích như thế này cô chú anh chị mình nhé, nhận hàng nha cô chú anh chị. Hàng liền khói và lành tích luôn à. Rồi em gái giao lưu bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa. Chiếc khai gỗ lim này ngày hôm nay có giá 1.800.000 đồng. Chiếc khai gỗ lim này 1.800.000 nha quý cô chú anh chị. Đó, giao lưu bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi đến trên tay đây cô em có một cái này là một cái tẩu cô chú anh chị, tẩu đồng lắc cơ bạc, đồng rồng ngậm ngọc cho em nha. Tẩu đồng lắc cơ bạc, rồng ngậm ngọc à. Đó. Hàng này là hàng xưa cô chú anh chị. Đó, hàng này hàng xưa, bao sử dụng tốt. Và trên mình đây, em có thấy hai viên ngọc, một viên ngọc xanh, một viên ngọc đỏ nha. Em đo đường kính kích thước cho mình đây. Chiều dài là 12 quý cô chú anh chị ơi. Chiều dài 12 ạ. À. Hôm nay chiếc tẩu này em giao rao bán với giá 500.000 đồng nha quý cô chú anh chị. 500.000 đồng ha. Một chiếc tẩu mã 1 cho em đi 500.000. Chiếc tẩu mã số 2 đi cô chú anh chị. Chiếc tẩu mã số 2 này hình dáng khác mẫu 1 chút xíu, dài chắc tầm khoảng 13 cm, dài hơn chút, trên lưng cũng có hai viên ngọc, một xanh một đỏ đây ạ. À. Chiếc tẩu mã 2 này cũng là chất liệu đồng lắc cơ bạc, hình trạm rồng như thế này. Ba cô chú anh chị mình sử dụng tốt nha. Có giá 500.000 đồng là mã 2. Em. Rồi trên bàn quay đây, đó, em có một chiếc khai nha cô chú anh chị, một chiếc khai như thế này, khai chuẩn xưa luôn, gỗ là gỗ gụ mật như cô chú anh chị, hay còn gọi là gỗ gõ và cực kỳ dày nha. Ở trên đây người ta cẩn cho mình cái ốc lấp la lấp lánh là tích quê hương, ở bên dưới là thuận buồm xuôi gió cho em gái nha, thuận buồm xuôi gió xuôi chèo mắt mái đó cô chú anh chị ơi. Và trạm rồng ha, trạm hoàn toàn họa tiết bằng rồng hết như thế này. Đó, hàng liền một khói lành tích tình tịch nha quý cô chú anh chị mình. Hàng liền khói lành tích và bao đẹp nha. Bao cô chú anh chị mình sử dụng tốt luôn à.
khai này dài nhỉ? Chiều dài tổng của chiếc khai em gái đo được là khoảng 66, 65, 66, quá to, quá dài nha. Bề ngang như thế này, phủ bì luôn tầm khoảng 33 đó cô chú anh chị ơi. Bề ngang phủ bì là tầm khoảng 33 luôn đó cô chú anh chị ạ. À. Rất to ha. Rồi, bề dày lên. Bề dày em gái đo được là 4 sen, giao lưu 3 phí ship gần xa, quý cô chú anh chị mình có giá là, để em coi, 2,5 triệu nha quý cô chú anh chị. Giao lưu 3 phí ship gần xa 2,5 triệu đồng. Giỏ mặt sau cho quý cô chú anh chị mình xem luôn nè. Hàng là hàng hoàn toàn lành tích xịn sò nha quý cô chú anh chị, 2,5 triệu đồng. Rồi, em bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Đó, bao phí ship toàn quốc luôn. Đến tiếp theo đây là một mã nha cô chú anh chị. Mã này là mã đá cho em nha. Mã đá phong thủy chất liệu bằng đá sa bên tiên cho em gái nha. Một cái hòn non bộ, một nhỏ một lớn nha cô chú anh chị. Một hòn non bộ hay còn gọi là hòn trống mái nha cô chú anh chị. Biểu tượng của Vịnh Hạ Long luôn á cô chú anh chị. Nhìn thấy giúp em gái không à. Biểu tượng của Vịnh Hạ Long nha cô chú anh chị. Hàng rất là đẹp ha. Rồi chất liệu bằng đá sa bên tin, em thông đèn thấu quang với cô chú anh chị mình coi những cái điểm nhỏ này nè, thấy không? Mỏng là nhìn nó thấu quang hết toàn bộ quý cô chú anh chị mình, thấy không? Mỏng là thấu quang nha. Rồi, một hòn như thế này rất to, chiều cao em gái đo được 30 sen lận nha cô chú anh chị ha. Bề dài dài tổng như thế này lên tới tận 46 sen và dày ra rất là dày nha cô chú anh chị. Dày của đế là 7 phân luôn đó. Giao lưu 3 phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình có giá là 1,5 triệu đồng nha quý cô chú anh chị. Lên cho em mã đá sa bên tin 1,5 triệu đồng, mã xanh nha cô chú anh chị. Màu này là màu xanh đó à, ha, rất đẹp. Ở đây em có một hòn nữa đây cô chú anh chị ơi, một hòn đá xoay 360 độ luôn nha cô chú anh chị. Một hòn đá này xoay 360 độ và để ý giùm em nha, nó cũng còn lẫn một số ruby mắc tôm nha, ít ít thôi mà còn lẫn nha cô chú anh chị. Hàng này là hàng cẩm thạch trắng cho em gái nha, hàng là hàng cẩm thạch trắng à. Chiều cao em gái đo được đây 19 luôn, bề ngang của hòn này là 14 nha, chiều cao 19, bề ngang 14. Em sale của chú anh chị gần xa có giá trị có 800.000 đồng hả, 800.000 là bao phí ship toàn quốc, rất to nha. Và tiếp tục đây cũng là một tác phẩm luôn nha cô chú anh chị, cũng là một hòn nha cô chú anh chị, hòn trống mái luôn, hòn non bộ đây à. À, này là cũng chất liệu đá cẩm thạch trắng luôn, mình test ngay trên live này cho em nha. Hàng chuẩn xịn cô chú anh chị mình thấy không, hàng chuẩn xịn nha cô chú anh chị. Đó, bao cô chú anh chị mình về kiểm tra test hàng thoải mái luôn. Chiều cao em gái đo được 27 à, bề ngang như thế này 32 và đồ bộ dày ra của đế là 6 phân nha cô chú anh chị. Độ dày của đế là 6 phân, cũng đồng giá 1,5 triệu đồng. Em gái bao phí ship toàn quốc, lên cho em mã non bộ sạm, non bộ trắng cho em nha. Mã non bộ trắng cho em 1,6 triệu đồng. Đó, 1,5 triệu rồi cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục cho em bàn quay đây, em có một bộ xu nha cô chú anh chị. Một bộ xu là 12 con giáp luôn, đủ 12 con giáp như thế này cho em nha. Nó, con này em thấy trên đây là con này, để em xem, con chuột nha. Ở đây em thấy có con gà nha, đủ 12 con giáp nha. Và mặt phía sau là hình bát quái, mặt phía trước là các con giáp nha. Mỗi một con giáp có cái đường kính như thế này 4 sen à. Mỗi con giáp đường kính 4 sen nha quý cô chú anh chị. Rồi, mỗi một bộ đồng xu như thế này, em giao lưu 3 phí ship toàn quốc cho mình. Em mua rẻ em bán rẻ cho mình nha, 600.000 đồng. Em đợt này mua được rẻ em bán rẻ nha quý cô chú anh chị, hoan hỷ cho em nha, 600.000 đồng thôi à. Em giao lưu 3 phí ship gần xa 600.000, bao phí ship toàn bộ luôn, bộ 12 con giáp, chất liệu bằng đồng lắc cơ bạc nha quý cô chú anh chị. Lên tiếp tục cho em bộ 12 vị tổng thống luôn, chất liệu cũng đồng lắc cơ bạc đây à ha, phía sau là hình giống như. Dạ em cảm ơn chị Như Trần nha, em cảm ơn chị à. Rồi mặt phía sau đây là một cái hình, là một cái nhà giống như một cái tòa nhà trắng gì đó cô chú anh chị, nhìn giúp em nha. Và đây là bộ 12 vị tổng thống à, nhìn cho em gái đây nha. Mỗi một vị tổng thống này đều có niên đại, là đều có cái năm nhiệm kỳ và năm kết thúc nhiệm kỳ cho em nha. 12 vị chuẩn chi như thế này nha quý cô chú anh chị. Đó, mình chưa sưu tầm được, mình sưu tầm đi nha ha. Mỗi một đồng xu này cũng là bề ngang, cũng là đường kính, cũng là 4 sen đó nha. Bao chuẩn đồng cổ luôn, bao chuẩn đồng xưa nha cô chú anh chị. Hàng đồng là đồng lắc cơ bạc nha. Hôm nay Dư mua được rẻ bán rẻ cho cô chú anh chị mình, 600.000 một bộ nha, 600.000 một bộ xu nha cô chú anh chị. Ở đây em có được một hộp phấn cổ nha cô chú anh chị. Nó hộp phấn là hộp phấn chu đậu chuẩn đồ cổ cho mình, chu đậu chuẩn đồ cổ nha cô chú anh chị. Và like này cũng là like đầu tháng nên em cũng sale rẻ cho cô chú cho chị mình những cái tác phẩm đồ cổ còn lại của shop em nha. À, ở trên đây em có họa tiết là một con voi, cô chú anh chị nhìn thấy không, một chú voi con. Và ở đây lên cho em mã hữu phấn này là mã 7 cho em gái nha, mã số 7 giùm em gái đi nha. Em đã niêm yết cái mã cô chú anh chị mình dễ nhớ nha. Rồi, hàng chuẩn lành tích, bao chu đậu cổ cho mình luôn. Chiều cao em gái đo được 6 phân ạ. À.
Bề ngang như thế này 7 phân luôn. Một hộp phấn chu đậu cổ này ngày hôm nay em sale với cô chú anh chị gần xa 1,5 triệu luôn. Sale với cô chú anh chị gần xa luôn 1,500,000 đồng. Mã số 7 cho em gái nha. Còn ở đây em có một cặp gùa đây cô chú anh chị. Một cặp gùa hàng chu đậu cổ luôn nha cô chú anh chị. Một cặp rùa hàng chu đậu cổ luôn. Chuẩn xịn sò nha. Ba cô chú anh chị về kiểm tra test hàng thoải mái cho em gái nha. Ba cô chú anh chị kiểm tra test hàng thoải mái luôn. Hàng xịn, hàng đẹp nhận hàng, không xịn không đẹp hoàn trả về cho em. Chiều ngang là 7 sen, chiều cao 4 sen nha. Chiều ngang 7, chiều cao 4 luôn. Đó, con rùa này chiều dài chắc cũng khoảng 8 đến 9 phân đó nha quý cô chú anh chị mình. Một cặp rùa lành tích chuẩn chi xịn sò như thế này. Hôm nay em sale của chú anh chị mình một cặp có giá 1,700,000 luôn nha. Một cặp 1,7 nha quý cô chú anh chị. Hàng chuẩn đẹp lành tích nha. Thông thường bán giá 2 triệu, hôm nay sale sát sườn 1,7 luôn. Ha, 1,7 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, ở đây em còn 3 chú cá đây ạ. À. Ba chú cá gớm chu đậu xưa đây cô chú anh chị ơi. Ba chú cá gớm chu đậu cổ chứ không phải xưa đâu nha. Ba chú cá chu đậu chuẩn đậu cổ cho mình nha. Hàng là hàng nhỏ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích sưu tầm những món đồ nhỏ gọn chuẩn cổ liên hệ ngay với em gái Zalo bộ tác phẩm này đi nha. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi chiều dài như thế này 7 sen nha quý cô chú anh chị. Chiều cao đo được 4 phân ạ. Chiều dài 7, chiều cao 4, combo ba chú cá này ngày hôm nay em sale rẻ cho quý cô chú anh chị gần xa luôn. Combo ba chú là 2 triệu đồng. Giá cũ niêm yết 2,5 triệu, hôm nay sale lỗ trong line này 2 triệu đồng. Kính quý cô chú anh chị giao lưu sưu tầm sở hữu nha. Ba chú cá chu đậu chuẩn cổ mà có 2 triệu đồng thôi nha cô chú anh chị. Chuẩn đồ cổ cho mình luôn đó nha. Rồi, tiếp tục lên trên bàn quay đây ha. Một siêu phẩm nữa đây mà giá lại rẻ cô chú anh chị mình ơi. Đó là một cái này. Cái này là chiếc bình voi rồng do em nha. Bình voi rồng luôn. Bình voi này là người ta chế tác hoàn toàn thủ công. Nhìn cho em gái nè. Hoàn toàn thủ công luôn. Họa tiết làm bằng tay toàn bộ. Hai con rồng song long trầu nguyệt nha. Ở chính giữa là cái miệng để bỏ voi vô nè. Ở bên dưới đây là hình rồng luôn cho em. Hoàng men rạng như cô chú anh chị. Gốm chu đậu hoàng men rạng luôn ạ. Chiều cao em gái đo được như thế này 30 sen. Bề ngang là ha. Bề ngang là 27 sen ạ. Rồi, giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa nha. Trôn đế cực kỳ già đồ. Có giá chỉ là 900.000 đồng luôn ha. Giao lưu toàn quốc hôm nay sale của cô chú anh chị mình 900.000 đồng ha. Giao lưu bao ship luôn nha. Đó, hàng là chuẩn đẹp chuẩn xịn của chú mình chị mình nhận hàng nha. Rồi ở trên đây có một cái chiếc buồn có một cái bình voi trầu cao đây ạ. Một cái bình voi trầu và bình voi trầu lá cao cho em ha. Buồn cao lá trầu rồi rất là đẹp luôn, chuẩn xịn luôn như cái hồi nãy nha, lành tích tình tịch luôn. Ở đây cũng là cái đồ để mình bỏ voi vô triện đế chứ cực kỳ già đồ nha quý cô chú anh chị. Men là men rạng hết toàn bộ nha, rạng hết toàn bộ à, không nứt tóc không bởi dở, chỉ rạng men nha. Chiều cao là đo được 29, bề ngang thế này là 26 nha. Em giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa. Chiếc bình voi này có giá là 800.000 đồng. Giao lưu bao trọn bộ luôn nha cô chú anh chị. Phí ship thì em bao hết nha. 800.000 ha. 800.000. Lên tiếp tục cho em gái là một cặp bình voi nha cô chú anh chị. Một cặp bình voi trúc, một cặp bên đây là trúc, bên đây là trầu cao nha cô chú anh chị. Hàng là hàng mini cho em gái nha. Một cặp bình voi mini mình đem về trưng bày decor rất là đẹp nha quý cô chú anh chị mình ơi. Đem về trưng bày decor rất là đẹp. Mặt phía dưới là cái nào cũng già chát hết trơn cho em nha. Mặt phía dưới là bên dưới là già chát hết à. Rồi em giao lưu một cặp này giá rất là rẻ và yêu thương nha. Chiều cao 15 à, bề ngang cũng 13-14 tới nha. Một cặp 300.000. Một cặp 300.000 đặc biệt trong cái live ngày hôm nay chỉ tri ân nha cô chú anh chị. Tri ân nha, qua ngày mai là qua ngày mùng 1 là giá khác nha cô chú anh chị. Cái đó là em báo trước à, qua ngày mùng 1 là giá khác nha cô chú anh chị ơi. Ở đây trên bàn quay đây em có một tác phẩm là một cây quýt phong thủy nha. Một cây quýt chất liệu làm bằng đá hoàn toàn từ thiên nhiên luôn. Đó chất liệu là em thấy có đá sa bên tin nè, đá ngọc hoàng long nha cô chú anh chị. Và đặc biệt ở đây là có đá thạch anh trắng nha cô chú anh chị. Thạch anh trắng luôn ha, đá thạch anh trắng luôn ạ. À. Đó hàng siêu đẹp siêu xịn sò nha cô chú anh chị. Và ở đây em thấy có ruby nữa đây nha. Thạch anh trắng mà có ruby nữa ha. À, hàng đẹp chưa ạ. Chiều cao em gái đo được như thế này 47 sen. Chiều ngang tán của cây quýt này là 30 sen nha quý cô chú anh chị. Hàng rất to, thân cũng bằng đá hết toàn bộ. Bao chuẩn đá thiên nhiên cho mình nha. Test ngay tại live cho mình dòm những cái thạch anh trắng của cô chú anh chị ha. Đưa tới đâu thông đèn hấu quang tới đó nha. Còn những cây quả nè, đó nhìn cho em gái nha. Đó, chuẩn đá chuẩn xịn như thế này cô chú anh chị mới nhận hàng nha cô chú anh chị. 3,6 triệu hôm nay em sale còn lại 3,2 triệu luôn nha, sale mạnh tay cho mình luôn đó. Còn 3,2 triệu trong những giây phút của cái đầu like này nha cô chú anh chị. Trong những giây phút đầu like còn 3,2 triệu.
Và tiếp tục đây, em có một bộ 3 chiếc tô nha cô chú anh chị. Một bộ 3 chiếc tô men lam xịn sò đấy ạ. À. À, 1 truyện 6 chữ nha cô chú anh chị. Bên ngoài vẽ lá trúc, bên trong vẽ tích người. Bên ngoài là vẽ lá trúc, bên trong vẽ tích người luôn. Hôm nay em sale cho cô chú anh chị gần xa luôn nha. Hôm nay là sale không kể lời lỗ quý cô chú anh chị gần xa nha. 3 chiếc à. 3 chiếc hoàn toàn lành tích tình tỉnh luôn, không nứt tóc, không bể vỡ nha. Đường mấy cái này lên ngoài soạn mấy cái mẫu lạ đi, bao bước ra soạn đồ cưng. Đường kính ngang này là 17 à. Chiều cao như thế này là 6 phân, đường kính ngang 17, bề chiều cao là 6 phân. Em giao lưu bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình ngày hôm nay, sale cho cô chú anh chị mình 3 chiếc tô có giá 2 triệu đồng, không bớt 1.000 nào nữa đâu nha cô chú anh chị. Đó, được thì chốt đơn, không được cho qua chứ em gái nha. 2 triệu đồng 3 chiếc tô như thế này chuẩn gốm tàu xưa nha, miệng viền sô cô la chỉ có giá 2 triệu đồng. Em không bớt được nữa đâu nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục đây, em có một bộ như thế này gồm cái những cái thỏi bạc nha cô. Thỏi vàng nha cô chú anh chị, những thỏi vàng chất liệu bằng hợp kim, hợp kim mạ bạc cho em gái nha, chất liệu bằng hợp kim mạ bạc đó nha cô chú anh chị. Chiều dài là 3 phân, chiều cao 1 phân nha cô chú anh chị, hàng hợp kim mạ bạc nặng nha. Ở đây em có một bộ gồm 50 thỏi, cô chú anh chị lấy 50 thỏi giá 1 triệu, lấy 25 thỏi giá 500. Ha, lên cho em là 50 hay là 25 thỏi nha, em bán lẻ từ 25 thỏi ạ. 25 thỏi thì 500.000 đó, 50 thỏi thì 1 triệu nha quý cô chú anh chị. Liên hệ chốt đơn với em gái đi ha. 50 thỏi là 1 triệu, 25 thỏi là 500.000. Tiếp tục đây, em có một chiếc nạm siêu to khổng lồ nha quý cô chú anh chị. Nạm này em lên một chiếc nhưng có đủ một cặp cho quý cô chú anh chị siêu tầm đủ cặp đủ đôi nha. Đó, có đủ một cặp luôn. Men rạng lành tích như thế này cực kỳ là già đồ nha quý cô chú anh chị. Men rạng lành tích cực kỳ là già đồ luôn đó. Rồi, ở trên đây người ta vẽ cho mình một cái tích người ha, một cái tích người. Nạm này là dòng nạm VIP nha cô chú anh chị, hàng siêu to khổng lồ và đặc biệt chất men không chê vào đâu được nha quý cô chú anh chị ơi. Đặc biệt chất men là không chơi điểm nào được luôn, hàng xịn sò đấy nha. Chiều cao gái đo được như thế này 47 cm, bề ngang là 23 cm ạ. Cao 47, bề ngang 23. Em giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình à, giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa quý cô chú anh chị mình luôn, sale cô chú anh chị mình nha. Một cặp như thế này sale mạnh luôn nha cô chú anh chị, một cặp sale mạnh sale lỗ luôn ngày hôm nay, có giá là 3.8 triệu nha cô chú anh chị à, một cặp sale mạnh sale lỗ 3.800.000 đồng, giao lưu bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo đây trên màn hình với cô chú anh chị là một tác phẩm của dòng gốm Biên Hòa nha cô chú anh chị. Cái này em có đúng một chiếc nha. Màu là màu xanh coban cho em gái à. Màu là màu xanh coban cho em gái nha. Ở trên đây người ta họa tiếp vẽ và khắc những cái liều nhìn kỹ cho em, nước men đã rạn hết. Bao chuẩn đồ xưa cho mình nha. Bao chuẩn đồ xưa gốm Biên Hòa xưa đấy ạ. À. Ở đây người ta cũng vẽ cho mình những cái liều nha cô chú anh chị, những cái tòa nhà, những cái liều rất là đẹp. Cặp này cái bình này siêu to nha. Nhìn cho em nè, nước men chuẩn xịn đó nha cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao em gái đã được 54 à. Bề ngang như thế này 22, bề ngang bụng như thế này là 26, rất là to luôn. Dở cái mặt rế lên em trai ơi. Đây, một truyện đầy đủ cô chú anh chị mình thấy không? Men hai da. Chiếc bình này ngày hôm nay, em gái sale cho mình ha, sale cho mình luôn 2.500.000 đồng, sale cho cô chú anh chị mình 2.500.000 là bao ship tận nhà nha cô chú anh chị, 2.500.000 thôi ạ. Tiếp tục trên bàn quay đây, em có một tác phẩm là một cái khay rượu xưa nha cô chú anh chị, một khay rượu xưa chất liệu bằng gỗ cẩm lai ạ. À. Dạ em không có báo bát hương giả cổ mà có bát hương cổ luôn được không anh? Lấy mấy cái bát cổ mà nhỏ nhỏ vậy nào đoàn gốm tàu đó, đó cái dòng đó đó. Em có bát hương cổ được không anh? Màu là màu men lam. Đây em đưa cho anh coi nè, nó một bát nè, hai bát nè. Đó, anh thích bát nào? Nó chuẩn cổ nha, không có cần giả đâu, bên em là chơi đồ thiệt luôn chứ không có giả đó nha anh trai. Này là hàng cổ trên 100 năm nha, bao cô bao anh mà giá từ có 1.6 triệu mà hôm nay em sale còn có nửa tiền là 900.000 một bát thôi. Đường kính ở này là 13 à. Chiều cao 9 phân luôn, bao chuẩn cổ nha ha, bao chuẩn đồ cổ cho anh trai luôn đó, có giá là 900.000 một bát nha, sale nửa tiền rồi đó anh cô anh trai ơi. Đó, xem được là ủng hộ em ngay liền nha. Mã này là một mẫu nè. Rồi ở đây em có một mẫu nữa nè. Đó, dòng bát hương thì anh lấy những cái này ha. Hàng xịn sò nó chuẩn đồ, là chuẩn đồ cổ cho mình 100% nha ha. Em bao anh chuẩn cổ chứ không có giả cổ gì hết trơn. Chiều cao 9 phân ạ. À. Bề ngang là 11 nha cô anh nha. Đó, cái bát này cũng 900.000 luôn nha. Đó, chuẩn cổ luôn ha. Bên em là không có cái nào báo rồi gõ cái đó nha. Rồi, ở này cũng chuẩn cổ nè. Bát hương này cái thì xịn lắm nha.
chiều cao là 12 luôn, đường kính miệng là 10 nha anh. Đó, những cái này anh đem về anh làm bát hương là mấy bát tụ bảo là ok con dê luôn đó nha. Nó hàng đẹp. Đó, mặt truyện dưới đây chuẩn đồ cổ luôn, 900.000 đồng. Ở đây em có lại một cặp nè, có anh trai còn sưu tầm cặp, lấy bát này đi anh Việt Hoàng ơi. 900.000 đồng một ống nha cô chú anh. 900.000 đem về nhà chuẩn đồ cổ mà có 900.000 đồng. Ngại gì không mua đúng không anh trai, ngại gì mình không mua. Rồi ở đây em có hai cái bát hương lá thiêu luôn, vừa bán vừa tặng cho anh trai luôn, có nhu cầu sưu tầm sở hữu nè, hai bát hương lá thiêu nha. Đó, chuẩn đồ bát hương lá thiêu xưa nha anh, nhìn một cái nước mẹ vẽ nước men này là anh biết rồi ha. Rồi em giao luôn một cặp này cho anh trai luôn, giá 300.000 em bao ship ạ. Chiều cao là 9 phần, thường ngày bán một cái 250, hôm nay bán một cặp 300 nha. Đường kính là 10 cm nha quý cô chú anh chị. Nó xe mà tới tận sát sườn luôn, cho cô chú anh chị nào yêu thích liên hệ em đi. Bao chuẩn đầu xưa nha. Cái này là không có cần giả xưa giả cổ đâu mà chuẩn hết nha. Đó, em có được bao nhiêu mẫu bát hương đó, anh trai chị gái nào yêu thích liên hệ với em nha. Còn quay trở lại bàn quay, đây là một cái tác phẩm là khai rượu gỗ cẩm lai nha, cẩn chuẩn chi năm mặt cho em gái, chuẩn đồ xưa như thế này cô chú anh chị nhận hàng nha. Như những gì em nói thì mình cứ test đi, coi đúng em gái nói nhận nha cô chú anh chị, không đúng em gái nói hoàn trả về, không có tốn ship ship gì đâu ha, không có tốn tiền ship gì đâu ạ. Ở bên dưới đây đó, chất liệu bằng gỗ cẩm toàn bộ cho em luôn nha, gỗ cẩm toàn bộ luôn, vuông là vuông 25 nha cô chú anh chị, đường kính vuông 25, chiều cao 7 cm ạ. Rồi em gái giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình. Đó, có giá là 2.200.000 đồng. Giao lưu bao ship toàn quốc 2.200.000 một cái khai cẩm xưa như thế này nha cô chú anh chị. Hàng là hàng siêu rẻ rồi nha cô chú anh chị, bao rẻ toàn thị trường cho mình luôn. Khai cẩm chỉ có 2.200.000 thôi. Rồi ở bên đây em có một bộ tách trà gốm Nhật đây, màu đỏ thấm thiết cho em gái nha. Một bộ tách trà màu đỏ thấm thiết hợp với khai trà ghê chưa. Và em xin giới thiệu đây, bộ tách này chất liệu bằng gốm nha cô chú anh chị. Chất liệu bằng gốm Nhật luôn, hàng siêu đẹp nha. Miệng viền sô cô la và đặc biệt không nếp tóc, không bởi vỡ điểm nào luôn. Chiếc ấm này có chiều cao tới miệng thôi 12 cm, bề ngang như thế này chiều dài là 9 cm, đường kính cái ly là 7 phân, và chiều cao là 6 phân nha quý cô chú anh chị. Hàng đẹp vô cùng luôn nha, không nứt tóc, không bởi vỡ. Nứt tóc bởi vỡ là cô chú anh chị không cần nhận đâu à. Rồi bên trong đây xịn sò rất đẹp nha. Một bộ tách như thế này hôm nay em gái sale 700.000 đồng, một bộ như thế này 700.000 thôi, sale toàn quốc nha, sale toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đến tiếp theo đây là một cái kỷ trà chất liệu bằng gỗ trắc cổ, bao tuổi đời trên 100 năm tuổi. Quý cô chú anh chị nào đem về sưu tầm sở hữu là trên 100 năm tuổi, chất liệu gỗ chắc và đanh đành đanh cho em gái nha. Và bên dưới đây ha, gọi chuẩn chi tiết nha, không nứt tóc, không có bị lỗi lầm gì đâu ạ. Hàng là hàng xịn nha cô chú anh chị, hàng là hàng xịn nha, chuẩn gỗ chắc cổ cho mình nha. Gỗ chắc ta mà chuẩn cổ nó hàng hiếm nè. Rồi mặt phía bên trong đây, tiền nào nằm ở cửa đó nha quý cô chú anh chị mình ơi, tiền nào nằm ở cửa đó cho em gái ạ. Rồi hôm nay em bán cũng sale cho mình luôn đây nha. Đường kính mặt em đo được là 23, đường kính mặt phía trên 33, còn đường kính tổng ở bên dưới chiều dài là 38 là nha cô chú anh chị. Và chiều dài tổng ở dưới em đã đo tương đối là 30. Một cái khai trà, một cái kỹ trà gỗ trắc cổ như thế này, hôm nay em sale cô chú anh chị gần xa từ 3.800.000, còn lại cho cô chú anh chị mình 3.200.000 luôn ạ. Giá sale bất ngờ trong ngày hôm nay thôi nha cô chú anh chị, đầu tháng đầu luôn ạ. Đầu cái tháng mùng 1 em sale còn 3.200.000 luôn nha. Lên cô chú anh chị gần xa một chiếc đĩa đây nha, một chiếc đĩa của dòng gốm Biên Hòa cô chú anh chị ơi. Dòng gốm Biên Hòa là một trong những dòng gốm VIP ở Nam Bộ chúng em nha, không lẫn lộn với dòng gốm nào được đâu ạ. Chiếc đĩa này là chiếc đĩa tứ linh cho em nha, long long quy phụng tứ linh hội tụ cho em nha. À, rồng đây, gọi gần cho mình xem đây nha, rồng đây ạ, phượng đây ạ, rồi long quy luôn ha, long quy luôn đó. Ở bên ngoài và bên trên đều sắc nét đẹp vô cùng nha, cực kỳ là to và cực kỳ là nặng. Đường kính là tới tận 51 nha cô chú anh chị, rất rất to nha, đường kính tận 51 luôn. Vỏ mặt đế cô chú anh chị mình xem luôn nè, vỏ thì vỏ đây đi đâu mà tới Bình Dương bển không biết. Có mặt đây nè ha, đó truyện đế đây nha cô chú anh chị. À, truyện đế như thế này luôn, bao chuẩn là già đồ à cô chú anh chị ơi. Rồi chiếc dĩa này em giao lưu bao phí ship toàn quốc cho mình luôn, giá 3.000.000 đồng, bao phí ship toàn quốc 3.000.000 đồng, đường kính tận 51 nha, bao chuẩn gốm Minh Hòa xịn sò luôn nha. Nên tiếp tục cô chú anh chị mình một chiếc tẩu đồng lắc cơ bạc cho em nha, một chiếc tẩu đồng lắc cơ bạc chuẩn đồ xưa luôn. Hiện tại này tại cửa hàng chỉ còn duy nhất một cái nha cô chú anh chị, còn duy nhất một cái nha. Kính quý cô chú anh chị gần xa giao lưu sưu tầm sở hữu luôn.
chiều cam gái đôi được 20 sen, bề ngang như thế này 6 phân, giao lưu bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị gần xa 500.000 đồng. Giao lưu bao phí ship toàn quốc 500.000 đồng một chiếc tẩu xưa cho cô em nha cô chú anh chị. Lên cô chú anh chị một cái ấm chuột cô chú anh chị, một chiếc ấm chuột luôn, một chiếc ấm con chuột đồng xưa nữa đây à. Chiều dài là 18 sen, chiều cao luôn quay là 15 sen ạ. Hàng hoàn toàn là bằng đồng hết nha. Họa tiết là hình con chuột cho em gái này. Hàng nó hàng nè, hàng ấm nhìn nó cực kỳ là dễ thương luôn cô chú anh chị. Nhìn cực kỳ dễ thương luôn đó nha. Mộc truyện 4 chữ đầy đủ cho em gái đây, mộc truyện 4 chữ. Và chiếc ấm chuột này em giao lưu bao phí ship gần xa 1.200.000 đồng. Giao lưu bao phí ship gần xa 1.200.000 ạ. À, cô chú anh chị nào nhanh tay sưu tầm lựa chọn đi với cô chú anh chị ơi. Em có một cặp này là cặp tỳ hưu nha cô chú anh chị. Cặp tỳ hưu chuẩn đồng xưa nó đó. Ha, hàng này quá xưa 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 nha cô chú anh chị ơi, quá xưa 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 luôn. Một cặp luôn nha quý cô chú anh chị mình. Nhìn cho em gái đây, siêu đẹp, siêu sắc nét nha quý cô chú anh chị. Siêu đẹp và siêu sắc nét luôn à. Mỗi một cặp này em bán theo cặp nha, em không bán lẻ như cô chú anh chị. Này bán theo cặp, tỳ hưu là một trong những loại linh vật ha, giữ tiền tài cho mình rất là tốt luôn à. Chiều cao là 9 phân à. Bề ngang như thế này 12 sen, chiều cao 9, bề ngang 12 sen. Và cặp tỳ hưu này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship gần xa cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. À, giao lưu bao phí ship gần xa cho quý cô chú anh chị mình luôn à. Có giá 1 triệu đồng nha. Một cặp 1 triệu đồng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Tiếp theo đây em có một con rồng ha, một con rồng, rồng nhã vàng cho em gái nha. Năm nay nhâm rồng, mình sưu tầm rồng về mang tính chất vượng khí cho gia đình của mình nha. Hàng là hàng đồng đúc hoàn toàn sắc nét như thế này đây. Một con rồng nhã vàng cho em nha, một con rồng nhã vàng hoàn toàn sắc nét như thế này này, từng cái vảy, từng cái vi con rồng. Và đặc biệt rồng này là rồng phong thủy nha, đứng trên thỏi tiền vàng đây nha. À, giá em niêm yết là 5.800.000, hôm nay cũng sale nhẹ cô chú anh chị nha, bởi vì cái giá kêu sát quá rồi nha các cô chú chị. À, hôm nay sale nhẹ cho mình luôn, từ 5.800.000 em gái sale cho mình còn 5.600.000 nha, vô một cái số lọc cho mình luôn ạ. À, chiều cao là 40 nha, chiều ngang tổng cũng là 39 luôn đó. Rồi mà lật thật đế của chú chị mình xem đi em. Mặt đế như thế này với cô chú anh chị, 4 chữ nha. Mặt đế là 4 chữ rồi. Cái tác phẩm rồng này ngày hôm nay em gái giao lưu siêu tầm với cô chú anh chị gần xa 5.600.000 đồng. Một tác phẩm rồng siêu to, khổng lồ, siêu to luôn cô chú anh chị ơi. Đế đâu? Không đế hả? Rồi lên tiếp tục cô chính chị gần xa, một tác phẩm tùy hưu đi à. Một tác phẩm tùy hưu phong thủy nha quý cô chính chị ơi. Chất liệu bằng đá serpentine toàn bộ nguyên khối nha cô chính chị. Đá thiên nhiên hoàn toàn thiên nguyên khối luôn. Là đá serpentine đó à. Ha, một dòng đá thật sự cũng quý hiếm hiện nay cho cô chính chị. Chiều dài của cái con tùy hưu này là 20. Chiều cao em gái đo được là 14 à. Một cặp tỳ hưu này ngày hôm nay em gái sale cho mình là 2.600.000 một cặp. Thôi bán 2.500.000 luôn đi cô chú anh chị ơi, 2.500.000 một cặp. Siêu to và rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, hàng rất là đẹp luôn. Rồi đó mã luôn đi em. Lên tiếp tục cô chú anh chị gần xa, một chiếc bình ngọc nha cô chú anh chị. Một chiếc bình men ngọc chuẩn xưa xịt 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 như thế này luôn. Chuẩn xưa và lành tích nha cô chú anh chị. Trên đây người ta khảm cho mình 6 viên ngọc mặt trước và một viên ngọc mặt sau nha. Hàng hàng xịn sò nha cô chú anh chị, nhìn giúp em gái nha. Hàng là hàng xịn sò đó nha. Phần mặt phía bên dưới đây như thế này nha cô chú anh chị ha. Cực kỳ là già đồ. Hôm nay em cũng sale cho mình luôn nha quý cô chú anh chị gần xa ơi. Chiều cao là 22, đường kính miệng 9, bề ngang bụng như thế này là 16. Sale rẻ, thiệt là rẻ cho mình luôn nha cô chú anh chị. 1.200.000 đồng luôn ạ. À, 1.200.000 như cô chú anh chị. Em sale rẻ, thiệt rẻ cho mình luôn. Đó là xe thanh lý nha cô chú anh chị, sale lỗ rồi đó. 1.200.000 ạ. Tiếp tục trên bàn quay đây em có một cặp nha cô chú anh chị, một cặp bình hút lọc. Nhìn kỹ cho em gái bình, cặp bình hút lọc chân cao này, ở bên trên người ta vẽ cho mình rồng nha cô chú anh chị. À, họa tiết rồng cho em đây ạ. À. Ờ, họa tiết rồng ẩn trong cái cúc dây, họa tiết rồng ẩn trong cái lớp cúc dây luôn. Mặt truyện bên dưới đây ha, siêu đẹp nha cô chú anh chị, miệng rất là nhỏ luôn nha. Chiều cao như thế này là 35, bề ngang như thế này là 12 sen, chiều cao 35, bề ngang 12 sen. Hôm nay em gái sale sập sàn cho mình những sản phẩm này nhưng cô chú anh chị. Đó, sản phẩm bình hút lọc này hôm nay em sale mạnh tay cho quý cô chú anh chị gần xa, một cặp chỉ có giá 700.000 đồng nha. Một cặp chỉ có giá 700.000 đồng, sale mạnh tay cho mình luôn à. Tiếp theo đây em có một khai trà gỗ gụ nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây em có một khai trà gỗ gụ hay còn gọi ớ vậy, khai trà là gỗ cẩm đó cô chú anh chị ơi. Khai trà gỗ cẩm luôn nha quý cô chú anh chị. Khai trà gỗ cẩm luôn nha. À, ở bên trên người ta cẩn cho mình một cái tích quê hương cho em nha. Bên ngoài là năm mặt nè, gỗ cẩm Việt hoàn toàn như quý cô chú anh chị mình. Gỗ cẩm Việt hoàn toàn. Quý cô chú anh chị đã từng chơi gỗ cẩm, nhìn phát biết gỗ cẩm ngay như cô chú anh chị.
Mặt trong đây ha, hàng xưa cũ nên nó còn đống bụi bặm em chưa vệ sinh nè. Ha, hàng chuẩn đồ xưa chuẩn đồ cũ cho mình nha cô chú anh chị. Chiều dài em gái đo được như thế này đây là 35, chiều ngang như thế này 20 sen à. Chiều dài 35, chiều ngang 20 sen, một chiếc khai gỗ cẩm ha, hàng xưa cũ. Em giao lưu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình, giá 2,2 triệu thôi nha. Hôm nay mua rẻ bán rẻ 2,2 triệu thôi à. Rồi tiếp tục đây là một tác phẩm nha cô chú anh chị, hàng là hàng VIP nha cô chú anh chị. Hàng siêu tầm rất là VIP, một bộ bao gồm 10 chiếc nhẫn kem. Một bộ bao gồm một bộ cái thế này, bộ siêu tập 10 chiếc nhẫn nha cô chú anh chị ơi. À, sắp xếp lại đàng hoàng chỉnh chu cho mình xem nha ha, một bộ 10 chiếc nhẫn. Hàng là hàng là thật sự là hàng hiếm bây giờ nha. Việt Nam mình giờ kêu kiếm bộ nữa không có đâu cô chú anh chị ơi. Một bộ sưu tập lấp la lấp lánh, hàng là hàng đá xịn nha cô chú anh chị. Hàng đá là đá xịn nha cô chú anh chị, nhìn như những viên kim cương thật thụ nha cô chú anh chị ơi. Và đặc biệt đây nằm trong bộ sưu tập của tàu xưa, em đi đấu giá sưu tầm về đó để giao lưu cùng cô chú anh chị như mình nha. Chất liệu giống như đồng lắc kêu bạc cho em gái nha. Chất liệu bên ngoài như đồng lắc kêu bạc, bên trên là bằng đá nha cô chú anh chị ha, bằng đá quý đó luôn nha. Lấp la lấp lánh cô chú anh chị nhìn thấy không, như đá sapphire đó nha. Rồi bề ngang em gái đo được như thế này là 3 sen nha cô chú anh chị, rất là to. Chiếc nhẫn bề ngang 3 sen được đựng ở trong một chiếc hộp như thế này, một chiếc hộp da cô chú anh chị nhìn thấy không. Bên ngoài họa tiết hai con rồng, hàng này hàng chuẩn xịn nha, bao cô chú anh chị mình siêu tầm sở hữu luôn. Có giá cũng rất là yêu thương nha cô chú anh chị. Hôm qua em bán 8,8 triệu, hôm nay em gái sale vào ngày mùng 1 Tết vào mùng 1 tháng chứ không phải mùng 1 Tết, mùng 1 đầu tháng cho cô chú anh chị mình có giá 8,5 triệu nha cô chú anh chị. 8,5 triệu tính ra một chiếc có 850.000 một hộp, bao gồm 10 chiếc xịn đẹp, mình đem về trưng bày đề co là không điểm nào chơi và cũng không đụng hàng rồi, không có đụng hàng bao giờ luôn. Lên cho cô chú anh chị gần xa một chiếc ấm ông thọ nha, một chiếc ấm gông ông thọ, hàng gốm Biên Hòa chuẩn đồ xưa nó nè, hàng gốm Biên Hòa chuẩn đồ xưa nó đây, tích là thọ nai cho em gái nha, tích là thọ nai à. Rồi chiều cao em gái đo được như thế này 23 sen, bề ngang em gái đo được là 24 sen nha quý cô chú anh chị. Sale quý cô chú anh chị gần xa có giá 700.000 đồng, 700.000 thôi nha. Hai cái chi tiết này mình mở ra được đây nè, đúng vậy hôm qua mở nhẹ mà. Rồi lật mặt đế đi em, cô chú anh chị xem cái mặt đế cho em nha, là biết cái đồ gì ngay đúng không. Xưa sửa xưa, xưa em gái bán rất là rẻ luôn, 700.000 bao phí ship nữa nha, 700.000 mà còn bao phí ship nha cô chú anh chị. Tác phẩm này đáng sưu tầm nha, còn đúng một ông duy nhất tại cửa hàng, đúng một ông duy nhất tại cửa hàng. Và tiếp theo đây là một tác phẩm này là gỗ bách xanh cho em gái à, một tác phẩm là gỗ bách xanh cho em gái nha. À, hàng này là tác phẩm này là bao gồm là tác phẩm gỗ bách xanh vạn sự như ý à. Thơm nha cô chú anh chị, di lặc này gỗ bách xanh rất là thơm luôn. Rồi mình đem về á, mình để xe ô tô nè, bạn làm việc cũng được nha. Chiều dài 15, rộng ra một tấc, chiều cao 8 phân. Một cụ di lặc ngày hôm nay bằng gỗ bách xanh, xe cô chú anh chị gần xa 300.000 đồng, 300.000 nha. Cô chú anh chị sưu tầm sở hữu liên hệ ngay với em gái, 300.000 mà còn được bao ship nữa, quá là hồi luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây em có một bộ ba chú tiểu nha quý cô chú anh chị mình, ba chú tiểu à ha, bốn chú tiểu chứ không the nghe, không thấy không nhìn, cho tâm thanh tịnh cho mình bình an. Chất liệu bằng carbonxit cho em gái nha, chất liệu bằng carbonxit à. Rồi ở đây có bốn chú ha, em giao lưu toàn quốc với cô chú anh chị gần xa 120.000 đồng một bộ nha cô chú anh chị. 120.000 đồng một bộ chú tiểu như thế này nha, mình đem về mình đề co, mình để dưới gốc cây cho em, để trên bàn làm việc cho em nha, không nghe không thấy không nhìn, cho tâm thanh tịnh cho mình bình an. 120.000 em có hai bộ nha quý cô chú anh chị ha, em có hai bộ luôn ạ. Tiếp tục đây là một bộ ấm nha cô chú anh chị, ấm rượu nha cô chú anh chị ơi, ấm rượu luôn. Cái ấm rượu này là hàng, là hàng đồng vàng chuẩn xịn sò ha, hàng đồng vàng chuẩn xịn sò cho em nha. Chiều cao em gái đo được đây là 16, chiều dài tổng như thế này 14 à. Chiều cao 16, chiều dài tổng 14, hàng ấm rượu xịn sò rất là đẹp. Hôm nay em gái sale mạnh cho mình luôn nha, hôm nay sale mạnh cho mình luôn à. 900.000 đồng ha, 900.000 đồng em giao lưu bao phí ship toàn quốc luôn. Một ấm rượu này như thế này có giá chỉ 900.000, sale từ 1,2 triệu mà còn có 900 à. Cô chú anh chị nhanh tay lựa chọn đi nha. Rồi tiếp tục đây em có hai chiếc ấm nha, hai chiếc ấm hàng đồng xịn sò. Nghe cái âm thanh là biết đồng xịn nha cô chú anh chị. Hai chiếc ấm đề co cho em gái nha, mini đề co cho em gái luôn. Rồi mỗi một chiếc có giá yêu thương cho cô chú anh chị luôn nè. Nó trên đây vẽ rồng ha, cắt rồng luôn. Ấm này như ấm bí cho em nha, lên cho em mã ấm như ấm bí luôn nha. Chiều cao em gái đo được như thế này là 8 phân à,
chiều dài là 10 sen nha cô chú anh chị, mỗi một chiếc ấm. Em giao lưu 3 phí ship gần xa cô chú anh chị mình 450 và một cặp 900 nha cô chú anh chị. Một chiếc là 450, một cặp 900, bao chuẩn đồ đồng xưa cho mình nha quý cô chú anh chị ơi. Chuẩn đồng xưa xịn luôn nha cô chú anh chị. Trước mặt cô chú anh chị là một cái lọ trà nha cô chú anh chị, một lọ trà luôn. Cẩn ốc là cẩn ốc chuẩn đồ xưa nó đây nha. Hàng này là hàng cẩn ốc Long Phụng xum vầy. Ở bên trên đây cái nắp là người ta cẩn long cẩn phụng, bên dưới đây ha, hàng là hàng gỗ xịn sò nha. Rồi mặt bên trong đây ha, lành đẹp tuyệt đối nha quý cô chú anh chị. Đó, cẩn ốc vàng chanh theo năm tháng hết rồi. Ốc ngã vàng chanh theo năm tháng, một cái tích là vinh quy bá tổ che mà, một cái tích là vinh quy bá tổ nha. Mặt bên dưới những cái chỗ này nè, em có thợ khi giao lưu em sẽ làm lại cho cô chú anh chị, qua năm tháng nó hơi tóc nhẹ thôi à. Nhưng mà em có thợ là sửa một cái một là không thấy luôn nha. Em có thợ mà. Hàng xưa quá rồi, gỗ gụ mặt liền một khói mà quá xưa rồi ha. Chiều cao gái ra được 22, bề ngang như thế này 14 sen rưỡi nha. Rồi giao lưu 3 phí ship toàn quốc cô chú anh chị gần xa 2.800.000 đồng. 2.800.000 là tới nhà cho mình nha ha, 2.800.000 là tới tận nhà luôn. Rồi tiếp tục đây em có một tác phẩm nữa là một cái hũ ủ trà nha cô chú anh chị. Hai hũ ủ kia em đã giao lưu rồi và hôm nay em giao lưu được thêm một hũ nữa đây nha. Là giao lưu thêm được một hũ là lên mấy cái đèn bằng đồng đi em. Rồi ở đây cái tích là long phụng cho cô em luôn nha. Nó cái này nó đi hợp với cái nãy luôn cô chú anh chị, cũng long phụng. Hồi nãy cái lọ trà long phụng mình tiếc gì không có siêu tầm cái ấm long phụng cho em à. À còn mặt bên trong đây xịn chưa à? Mặt bên trong đây người ta lớp cho mình một cái lớp vải nhung, và đặc biệt bên ngoài đây người ta cũng cẩn ốc kính cho mình nha. Một cái tích là tứ quý cho em à, một cái tích tứ quý, hàng liền khói dày nặng siêu nặng nha cô chú anh chị. Hàng là liền khói dày và siêu nặng tay luôn cô chú anh chị ơi. Nên nhanh tay giao lưu sưu tầm sở hữu đi. Cô chú anh chị nào đang còn xem like này, liên hệ với em gái chốt đơn đi nha. Hàng này hàng bây giờ còn tại cửa hàng em đúng còn cái một đó. Chiều cao 36, bề ngang tổng luôn là 28 à. Ha, chiều cao 36, bề ngang tổng 28. Hàng là hàng liền khói nha cô chú anh chị mình. Hàng liền khói dày và nặng nha quý cô chú anh chị. Hàng liền khói rất dày và khách rất nặng luôn nha. Quá đẹp không quý cô chú anh chị ha, có lỗi nhẹ đây xíu xíu, cắn nhẹ đây có chút gỗ thôi, không thành vấn đề, không quan trọng đâu, không có thấy cái gì hết luôn á, mà em không chỉ cô chú anh chị không để ý đâu. Rồi một cái lọ trà này ngày hôm nay em giao lưu 3 phí ship toàn quốc cô chú anh chị mình gần xa 5.500.000 đồng. 5.500.000 đồng cực kỳ to dày và nặng ạ. 5.500.000 thôi cô chú anh chị ơi. Tiếp tục đây em có một cái sông trầm chim nha quý cô chú anh chị mình ơi. Một chiếc sông trầm chim đây ạ. À. Sông trầm chim bên đây là mai điểu các em nha. Rồi bên trong hoàn toàn lành tích và sạch sẽ luôn. Bên dưới 1.4 triệu chữ tàu luôn nha cô chú anh chị. Ở bên trên là ba con chim cho em gái à. Chiều cao em gái đo được 12 sen, bề ngang 12 sen luôn. Cao 12, ngang 12, giao lưu 3 phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa 500.000 đồng. Và em xin nhắc lại nha, số điện thoại cũng như số Zalo liên hệ của em trên màn hình đây ạ. 0772 877278. Địa chỉ của em là ở tại tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91, khu vực Thế Hưng, phường Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Cửa hàng của em chuyên giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú, đồ gỗ, đồ gốm, tất cả các sản phẩm đồ phong thủy gì cũng có rất là nhiều loại nha, và cập nhật hàng hóa liên tục mỗi ngày cho quý cô chú anh chị luôn nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sở hữu liên hệ ngay và lập tức với em gái nha. Và đặc biệt xem được like này thấy thích thấy hay bấm cho em xin vài lượt chia sẻ đi cô chú anh chị ơi. Bấm cho em xin vài lượt chia sẻ nha, ủng hộ em gái đi ạ. À. Ủng hộ em bằng cách bấm chia sẻ thôi, mình xem chưa ưng ý thì mình cứ chia sẻ đi, hôm nào ưng ý chốt đơn cũng được nha. Rồi sau khi em tắt like thì cái clip này vẫn còn lưu trên kênh YouTube của em là Đồ Xưa Lại Nguyên luôn, đúng như cái tên mình đang để phía trước mặt đây. Bấm lên kênh YouTube cho em là Đồ Xưa Lại Nguyên, mình xem lại like cho em gái nha. Like ngày nào mình bấm cho em like ngày đó. Ví dụ như hôm nay là buổi like 20 thì bấm lại buổi like 20, hoặc là bấm like của ngày hôm nay là ngày nào, ngày 6. À, ngày 6 tháng 7 thì mình bấm buổi like ngày 6 tháng 7 thì nó sẽ hiện ra trên kênh YouTube của mình ha. Xem lại đi, xem kỹ càng lại rồi chốt đơn dần dần cũng được nha. Không có nhất thiết phải chốt liền rồi ngay hôm nay đâu ạ. À. Mặt truyện đế là gốm Bát Tràng kem nha. Ở bên đây là gốm Bát Tràng, xung quanh là được viền đồng hết toàn bộ như thế này ạ. À. Viền đồng hết toàn bộ nha. Hàng xịn sò, một cặp này là một cặp chân, một cặp chân đèn gốm cho em ạ. À. Rồi chiều cao em gái đo được là 23, bề ngang bầu bên dưới khá to 13. Phía trên này là 8 phân,
lúc nào đèn dầu em cũng tặng ống khói đi kèm theo cho cô chú anh chị mình, cao chắc tầm tới đây như quý cô chú anh chị, hàng là xịn sò luôn nha cô chú anh chị ơi. Mình đem về ha, mình giao lưu sưu tầm với em đi xài rất là bền nha, và rất là sang trọng luôn. Một cặp như thế này ngày hôm nay em giao lưu bao ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa 1.900.000 đồng một cặp nha quý cô chú anh chị, 1.900.000 đồng một cặp luôn à. Cặp đèn dầu này rất chi là đẹp nha cô chú anh chị, và em ở đây cũng có một cặp nữa đây ạ. Một cặp này thì chân cao cho em gái à, tích là tích lông ẩn nha cô chú anh chị. Cặp này cặp chân cao và tích là tích lông ẩn nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi, ở đây một cái tích xịn chưa ha. Người ta vẽ là vẽ lông ẩn bên dưới đây, kính như thế này. Ở bên trên là bằng đồng cho em nha. Ở bên trên bằng đồng luôn ạ. À. Chiều cao em gái đo được như thế này, 27 cm, chưa có tính ống khói nha. Rồi, bề ngang bầu là 12 cm, bề ngang đế là 9 cm ạ. À. Rồi, giao lưu bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa, một cặp 2.500.000 nha. Cũng kèm theo ống khói đầy đủ cho quý cô chú anh chị mình khi giao lưu à, 2.500.000 một cặp. Em giao lưu bao trọn bộ phí ship luôn quý cô chú anh chị ơi. Giao lưu bao trọn bộ phí ship luôn ạ. À. Rồi, đến tiếp theo cô chú anh chị gần xa, một chiếc ấm đồng nha. Bao ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa hết tất cả các sản phẩm bên em nha. Bao ship toàn quốc hết ạ. À. Đây là một chiếc ấm rong lông phụng cho em nha. Một chiếc ấm lông phụng luôn. Xem cận cảnh chi tiết mặt dưới nè. Mặt phụng đây, mặt lông đây nha. Ho, mặt lông bên đây. Rồi, mặt phụng bên đây nha quý cô chú anh chị. Một chiếc ấm dẹp cho em gái nha. Hàng này trưng bày đề co nha cô chú anh chị. Hàng trưng bày đề co. Chiều cao 15 cm. Chiều dài như thế này 18 cm à. Giao lưu bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị mình, sale còn 1.000.000 thôi nha. Sale còn 1.000.000 cho quý cô chú anh chị gần xa luôn. Sale hết toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, lên tiếp theo quý cô chú anh chị nữa đây à. Lên tiếp theo quý cô chú anh chị nữa đây à. Là một chiếc vòng nha cô chú anh chị. Vòng đá là đá cẩm thạch cho em gái nha. Một chiếc vòng đá cẩm thạch rồi là sờ mắt lạnh tay luôn. Đeo như thế này cho em nha. Hàng sưu tầm phong thủy nha quý cô chú anh chị. Hàng là hàng sưu tầm phong thủy đó cô chú anh chị mình ơi. Lên ống bếp kìa. Đó, đẹp chưa? Rất đẹp đúng không cô chú anh chị? Đó, thông đèn như cô chú anh chị nhìn cho em gái nha. Hàng là hàng thông đèn thấu quang toàn bộ. Một chiếc vòng đá cẩm thạch em sale của chú anh chị 400.000 đồng. Một chiếc vòng đá cẩm thạch 400.000 đồng. Lên cho em mã vòng cẩm thạch 400.000 đồng nha cô chú anh chị. Rồi, ở đây em có vòng di Tây Tạng luôn à. Vòng di Tây Tạng luôn nha cô chú anh chị. Vòng di là di 3 mắt của Tây Tạng cho em nha. Di 3 mắt của Tây Tạng luôn ha. Mình đeo lên tay đẹp lắm à. Và mang tính chất là phong thủy cực kỳ cao nha, bảo vệ sức khỏe luôn. Là và mang vượng khí cho mình luôn nha. Một vòng di như thế này cũng có giá 400.000 đồng nha quý cô chú anh chị. 400.000 đồng ha. Và em có trên tay đây một vòng hổ phách nha cô chú anh chị. Hổ phách hoa à. Một vòng hổ phách hoa cho mình luôn. Đeo vô tay như thế này nha. Cái này nó tay nó hơi lớn, hoặc mình về mình thâu cái dây này lại cho em gái một tí nha. Rồi, một vòng hổ phách hoa lấp lánh đẹp như thế này có giá cũng chỉ là 400.000 đồng. Đó, quan sát giúp em gái đây nha. Ha, ha, đẹp chưa? Rất đẹp đúng không ạ? 400.000 đồng, giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc luôn. 400.000. Tiếp theo đây em có một chiếc an nha cô chú anh chị. Chiếc an gốm nè. Chiếc an gốm tàu xưa luôn à. Ở bên ngoài này người ta vẽ cho mình họa tiết hoa cúc đây nha. Họa tiết là hoa cúc luôn à. Rồi, ở trên đây về miệng là miệng viền đồng nha quý cô chú anh chị ơi. Viền là viền đồng toàn bộ, bao chuẩn đồ xưa cho mình luôn. Bao chuẩn đồ xưa nha. 1.600.000 luôn. Hàng xịn sò mà đẹp như thế này mà lại chuẩn xưa nữa nha cô chú anh chị. Thì kiếm ở đâu ra à? Chỉ có shop Lợi Nguyên chúng em nha. Giá rất ư là phù hợp, rất ư là dễ sưu tầm. Chiều cao 12 nha. Bề ngang mẹ như thế này 16 cm, giao lưu bao trọn bộ phí ship gần xa có giá 1.300.000 đồng. Giá 1.300.000 đồng em giao lưu trọn bộ phí ship gần xa. Đến cho cô chú anh chị mình tác phẩm trên đây là một cặp bình gốm men ngọc cho cô chú anh chị. Một cặp bình gốm men ngọc à ha. Hàng này là hàng bình gốm dạng như dán chữ A trên nha ha. Hàng này hàng gốm chữ A, men làng men ngọc như thế này nha, chuẩn xịn chuẩn đẹp nha quý cô chú anh chị. Đáng sưu tầm, sở hữu mẫu cực kỳ là lạ, mẫu cực kỳ là độc và cực kỳ là lạ nha quý cô chú anh chị ơi. Hàng là hàng gốm men ngọc cho em gái nha. Hôm nay cũng sale giá bất ngờ cho cô chú mình, cô chú anh chị luôn nha. Chiều cao cảm ơn. Rồi, ok. Chiều cao là 13 ạ. Bề ngang như thế này 13 luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Cao 13, ngang ở 7. Cao là 23 chứ. Chiều cao 23, bề ngang là 13 cô chú anh chị ơi. À, gớm cái chút xíu gớm rồi, hết hồn hú vía rồi.
Rồi, một cặp như thế này em giao lưu toàn quốc với cô chú anh chị gần xa, 1.100.000 đồng, 1.100.000 đồng nha quý cô chú anh chị, một cặp luôn ạ, 1.100.000 đồng luôn. Lên tiếp theo đây, đây là em có một chiếc bình rượu như cô chú anh chị, hàng này giới thiệu một chiếc cũng có đủ một cặp luôn nha nha cô chú anh chị. Ở này là cái nắp chắc lắm nha, mình đem về mình đậy cực kỳ là chắc nha, bên dưới người ta nó vẽ cho mình một cái tích giống như là tích bát tiên hay là tích gì đây nè, em nhìn nghĩ chắc tích bát tiên quá. Bên đây nhiều cái minh văn, nhiều cái chữ cô chú anh chị mình thấy không? Mọc bên dưới cũng 4 chữ luôn nha cô chú anh chị. Về vệ sinh sạch sẽ cho em ha. Mình bao xài sử dụng tốt luôn. Em có đủ một cặp à. Chiều cao em gái đo được là 25, bề ngang em gái đo được 20. Một cặp em sale với cô chú anh chị gần xa từ 2 triệu đồng, sale mạnh tay theo sale thẳng tay cho cô chú anh chị luôn. 1.500.000 nha quý cô chú anh chị, sale thẳng tay còn 1.500.000 luôn nha. Giá này em lỗ, em chỉ sale để thanh lý hàng nha cô chú anh chị. Em chỉ sale để thanh lý hàng cho trống nhà nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi tiếp theo đây em có một cặp bình ở đây, cũng dòng gốm men chảy nha cô chú anh chị. Dòng gốm men chảy là một trong những dòng gốm VIP của tàu luôn nha. Đó, men là họa tiết lóng la lóng lánh nha cô chú anh chị. Hàng là hàng xịn đó nha cô chú anh chị ơi. Cái này giống như là men giả đá luôn cô chú anh chị à. Chiều cao 26, đường kính ngang hai bên là 15 cm, họa tiết là hai con rồng này cô chú anh chị thấy không, hai cái quai là hai con rồng vô cùng độc đáo, nước men màu xanh như giả đá cho em gái à, 1.400.000 đây nha. Rồi một cặp này ngày hôm nay em cũng sale cô chú anh chị gần xa 1.100.000 đồng, một cặp ngày hôm nay cũng 1.100.000 đồng, giá vô cùng yêu thương nha với cô chú anh chị, giá vô cùng yêu thương luôn à, đặc biệt là rất là rẻ. Rồi tiếp tục sale nữa cho cô chú anh chị đi, một cặp bình tắm cho cô chú anh chị. Cặp bình này thì đăng đối nhau nha, một cặp bình tắm giá rẻ mà đăng đối nhau và hàng cũng VIP luôn nha cô chú anh chị ha. Tại mua rẻ được rồi bán rẻ nha. Chiều cao của cặp bình này 26 cm, miệng 7 phân, bề ngang bụng 12 cm nha cô chú anh chị. Nhìn cho em đi, men rạng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nha cô chú anh chị. Hàng là họa tiết vẽ rồng cho em nha. Và đặc biệt là đăng đối nhau như cô chú anh chị mình ơi, đăng đối nhau mọc tống như thế này, siêu đẹp đó không cô chú anh chị mình ơi, siêu siêu đẹp luôn ạ. Rồi hôm nay em gái giao lưu một cặp này đến tay của cô chú anh chị mình gần xa, có giá chỉ là 1.000.000 đồng, đến tay của cô chú anh chị siêu tầm có giá trị 1.000.000 đồng nha. Hàng quá là rẻ luôn cô chú anh chị mình ơi, săn sale săn rẻ cho em nè ha, sale sale rẻ hết toàn bộ nè. Tiếp tục đây em có một hòn đá phong thủy nha cô chú anh chị, đá phong thủy nha, bệ đế dưới là bằng chất liệu là bằng đá cẩm thạch, bên trên là bằng tinh thể cho em nha, hàng tinh thể này là bằng ruby cho em nha, tu tinh thể ruby à cô chú anh chị, nhìn rõ không ha, cái tinh thể ruby lấp la lấp lánh cô chú trình nhìn, cô chú anh chị nhìn thấy rõ đúng không ạ, tinh thể ruby luôn. Chiều cao em gái đo được như thế này là 15 tổng nha, còn bệ đế dưới là 9 chiều dài nha cô chú anh chị, nhìn cho em đây ha, tinh thể ruby luôn. Rồi sale cô chú anh chị mình luôn nha, 600.000 đồng, 600.000 đồng thôi mình sở hữu được một tác phẩm phong thủy đá ruby xịn sò như thế này nha, tinh thể ruby luôn đó. Mình để nha, trưng bày lên cho mã này, mã 2 đây cô chú anh chị, mã 2 của dòng đá nha, nó mình không có quên nha cô chú anh chị, mã 2 của tinh thể ruby này là 600.000 đồng đó. Rồi tiếp tục đây, trước bàn quay đây em có một chiếc bình chu đậu xưa nha cô chú anh chị, chu đậu chuẩn đồ xưa nha, một chiếc bình chu đậu chuẩn đồ xưa viết phim Việt luôn, cậu bé cưỡi trâu đây nha, cậu bé chăn trâu đây à. Rồi ở trên đây người ta làm trúc cho cô chú anh chị thấy không, người ta làm những cây trúc cây tre đây, hàng hoàn toàn là tích vật cực kỳ già đồ, nhìn nước men cho em nè không chê điểm nào được luôn, miệng tròn nha quý cô chú anh chị mình, nhìn nước men là không chê điểm nào được luôn. Ở đây là mái lá nè ha, tòa nhà mái lá, những cái chiếc thuyền nè, người ta vẽ cho mình một cái, người ta trạm cho mình một cái tích sơn thủy nha cô chú anh chị, hoàn toàn đắp tay hết đây à. Chiều cao em gái đo được là 45 cm, đường kính miệng là 7 xoăn và bề ngang bụng như thế này 25 cm. Hôm nay cũng là gia lộc vào ngày đầu tháng, sale của chú anh chị gần xa còn lại 2.800.000 đồng, sale của cô chú anh chị gần xa 2.800.000 đồng. Giở mặt đế lên đi em, đẹp quá ha cô chú anh chị ơi ha, đế chuẩn già đồ 2.800.000 luôn, 2.800.000 gái bao ship toàn quốc luôn. Lên cô chú anh chị mình một cái bình voi đây cô chú anh chị ơi, một cái bình voi sữa xưa, một cái bình voi sữa xưa mà rất là già đồ, cực kỳ đẹp luôn, không nứt tóc không bể vỡ nha, không nứt tóc không bể vỡ nha quý cô chú anh chị ơi. Hàng là hàng gốm chu đậu xịn sò cho mình đây ạ. À, chiều cao em đo được là 13 phân rưỡi,
chiều dài là 15 cm, bao phí ship toàn quốc, quý cô chú anh chị mình luôn, 500.000 đồng, bao phí ship toàn quốc, 500.000 à ha. Lên tiếp đây là em có một bộ đũa nha cô chú anh chị, một bộ gồm những đôi đũa bằng sứ nha cô chú anh chị. Đũa sứ này ngày hôm nay em cũng siêu tầm còn một ít thôi, bán một món còn một ít, sale luôn cô chú anh chị luôn nha. Mỗi một bộ như thế này 500.000 đồng, chất liệu bằng gốm tàu nha cô chú anh chị, bằng gốm tàu luôn nha. Bao cô chú anh chị về sử dụng không bao giờ bị vàng bị ốm luôn. Lên cho em mã đũa sứ này là hoa hồng nha cô chú anh chị, mã này mã hoa hồng cho em đi, màu hồng đó, mã đũa sứ màu hồng cho em nha. Có giá là 500.000 bộ, 500.000 một bộ thôi à. Lên cho em mã đũa sứ tiếp theo, đó là hoa, là hoa màu đỏ cho em nha, hoa màu đỏ luôn à, cũng như bộ màu hồng, cũng 500.000 một bộ nha quý cô chú anh chị mình, chất liệu bằng sứ toàn bộ nè, 500.000 một bộ, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mấy cái bộ đũa này chụp hết luôn Ngô Quang Tiên đi, cho ông lấy luôn đi, cụng lô, đừng bữa hổm có ly rồi, bữa nay bữa hổm có muỗng rồi, kêu ông lấy đũa luôn cho rồi đi hết luôn nha. Ở đây em có, đây là bộ này hình cá cho em nha, bộ đũa này bộ đũa hình cá cho em gái đây à. Ồ, đẹp quá nha cô chú anh chị ơi, một bộ đũa sứ cá như thế này cũng 500.000 đồng một bộ, bao là gốm sứ gốm tàu cho em nha, bao là hàng gốm tàu cho em à. Rồi trước mặt quý cô chú anh chị đây em có một chiếc bình nha, một chiếc bình gốm tàu nè, hàng bình này đựng không dưới là 2 lít nước cho em gái nha, quay là quay rợn sóng như thế này, quay rợn sóng luôn. Ở bên dưới người ta vẽ họa tiết siêu đẹp nha cô chú anh chị ha, người ta vẽ một cái họa tiết sơn thủy siêu đẹp luôn ạ. Chiều cao em gái đo được như thế này là 25, bề ngang dài luôn, cái miệng là hai tóc luôn cô chú anh chị ơi. Và ở bên trong hoàn toàn lành tích sạch sẽ nha, bao cô chú anh chị mình sử dụng tốt, đựng không dưới 2 lít nước cho bà nha. Một chuyện đế bao chuẩn gấm tàu cũ, có giá 800.000 nha cô chú anh chị, 800.000 hàng to ha, hàng là to đó nè. Lệnh thống đi, một chiếc khống siêu to đi nha, mã này có cặp đúng không em? Rồi, ở đây em còn sót lại tại cửa hàng một cặp thống siêu to như thế này ha. Hàng siêu to mà giá siêu hời nha quý cô chú anh chị mình. Hàng siêu to mà giá siêu là hời luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi nhìn cho em gái đây, một cái tích ở dưới là tích người đi cô chú anh chị ha, một cái tích người nha cô chú anh chị ha. Em thấy có cậu bé đánh cờ nè, rồi các cấp vị lão tiền bối nè, làm như một cái lớp học hay gì nha cô chú anh chị. Hàng hàng thống xưa nha, giở mặt đế luôn riêng đi rồi bắt đầu đo thông số. Nó già đồ cực kỳ nha quý cô chú chị mình, già đồ một cách cực kỳ luôn ạ. Rồi đây là em đo đường kính chiếc thống này cho mình nha, đường kính chiếc thống này là 41 ạ. Chiều cao em gái đo được như thế này là 16 cm. Chiếc thống siêu to này có giá 1,5 triệu một chiếc, quý cô chú chị nào siêu tầm một cặp em tính 2,8 triệu nha. Nó 1,5 triệu một chiếc, một cặp là 2,8 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc nha, bao phí ship toàn quốc à. Lên tiếp theo đây cho cô chú anh chị mình một cặp bình cá nha cô chú anh chị, một cặp bình cá dòng gốm huyết hồng cho em. Bình này VIP nha cô chú anh chị, một cặp bình cá dòng gốm huyết hồng VIP nha. Nhìn một phát rồi mình biết đồ VIP nha cô chú anh chị ơi. Nước men cực kỳ già đồ nha. Chiều cao em gái đo được đây là 27 cm. Chiều ngang như thế này là 15 phân à. Chiều cao 27, bề ngang 15 luôn. Một cặp bình gốm huyết hồng VIP nha cô chú anh chị. Ở dưới đây siêu cực vô cùng già đồ. Em hôm nay bao giá cô chú anh chị mình toàn quốc 1,5 triệu một cặp này nha quý cô chú anh chị. 1,5 triệu một cặp bình cá VIP cho em gái nha. Ho, hàng này nhanh tay lẹ chân cô chú anh chị mình sở hữu được sản phẩm đẹp nha. Rồi tiếp theo đây em có một cái sông trầm xưa à. Sông trầm này chuẩn xưa nha, chuẩn đồ xưa mà cận cổ cho mình nè. Tuổi đời không dưới 70-80 năm tuổi đâu à. Ho, hình là hình lục giác cho em gái nè, ở trên người ta vẽ ra, người ta đúc rồng cho em nha, bên trong hoàn toàn sạch sẽ và chuẩn đồ đồng xưa cho mình về xong trầm cho em gái. Và trên mình đây người ta họa tiết vẽ rất nhiều con vật nha cô chú anh chị, vẽ rất là nhiều con vật, hai bên là hai mặt bợm nha. Đó, nhìn cho em nha, hàng xịn hàng đẹp đó à. Mặt truyện 4 chữ nha cô chú anh chị mình, mặt truyện là 4 chữ luôn nha. Rồi một cái xong trầm như thế này, chiều cao là 20, bề ngang em gái đo được là 18,5 nha cô chú anh chị. Giao lưu bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị mình, sale từ 2,3 triệu, còn lại 2,1 triệu thôi. Sale từ 2,3 triệu còn lại 2,1 triệu mà. Rồi em cảm ơn anh Phi, chị Phi Yến nha, em cảm ơn chị Phi Yến, còn 2,1 triệu. Lên đi, lên đồ gấm đi. Đây, ở đây em có một cặp chân đèn nữa nè ha. Cặp này thì đèn là đèn cực kỳ dễ thương nha cô chú anh chị, đèn này đèn dân Phật nha cô chú anh chị, nhìn giống như có cặp đèn dân Phật cho em gái nha. Hàng là hàng cũng gốm sứ luôn nha cô chú anh chị, được bọc đồng toàn bộ và cái đế bên dưới cũng bằng đồng luôn nha. Hàng là hàng gốm tàu nha cô chú anh chị, phối bên trên là họng bằng đồng ha. Ở bên đây một cái đế đồng luôn nha cô chú anh chị ơi, một cái đế đồng.
Để em đo chiều cao cái đèn không nha. Cái đèn không thì chiều cao cái tầm khoảng 9 phân đó cô chú anh chị. Còn đo tổng không đi cho mình dễ ước lượng nha. Chiều cao tổng cả đèn và đế đây là 12 sen. Bề ngang ở phần dưới ở đây là 12 sen. Bề ngang của bầu đèn như thế này là 8 phân nha cô chú anh chị. Rồi, một cặp đèn này, đèn dân Phật đi lên cho em, mã đèn dân Phật. Mình có trên đây một cái bóng, cặp bóng kèm theo, em tặng kèm theo với cô chú anh chị mình khi giao lưu nha. Rồi, giao lưu một cặp như thế này, em sale với cô chú anh chị gần xa. Một cặp 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Một cặp 1,5 triệu, bao trọn bộ phí ship toàn quốc nha. Một cặp 1,500,000 đồng, một cặp 1,5 triệu thôi à. Tiếp tục đây em có một tác phẩm nè, tiếp tục đây em có một tác phẩm là một cặp bình judo cô chú anh chị. Một cặp bình judo họa tiết vẽ rồng men lam chuẩn xịn luôn, judo họa tiết vẽ rồng men lam chuẩn xịn cho cô chú anh chị nha. Lên mấy bức tranh quê hương trong đó đi, đặng quay luôn nè, thôi để đó đi, để lại quay luôn, đo luôn được mà. Rồi, ở đây có hai cái quai là như vân mây cho em gái nha. Hai quai như vân mây luôn ạ. Ở chính giữa vẽ một con rồng đẹp thấm thiết luôn cô chú anh chị ha, đẹp hoàn hảo luôn cô chú anh chị mình ơi. Giá vô cùng yêu thương luôn. Hôm nay em sale tất cả những cặp bình này cho cô chú anh chị một cái giá cực kỳ yêu thương nha ha. Nhìn cho em gái đây, họa tiết vẽ rồng men là men chuẩn xịn cho em nha. Men lam gạo nếp chuẩn xịn cho em gái luôn đó nha. Đó, đồ là đồ, không đẹp là không lấy tiền đâu ạ ha. Bao chuẩn bao xịn, hàng hoàn toàn không nứt tóc, không bể vỡ nha. À, chiều cao là khá là cao đây nè. Để đo cái chiều cao mình xem đây. Chiều cao lên tận là 60 nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là tận 60 nha cô chú anh chị. Rất cao nha cô chú anh chị ơi. Rồi, đường kính miệng ngang judo ngang như thế này là em đo được 18 phần. Bề ngang bụng là 26 phần, cực kỳ to. Cho cô chú anh chị mình xem mặt đế dưới đi em. Già đồ ha. Em báo già là già nha cô chú anh chị. Rồi, em báo giá một cặp cho mình luôn. Sale ngày hôm nay quý cô chú anh chị gần xa còn 4,800,000 đồng luôn nha. Trời ơi, một cái giá gọi là lỗ thiệt là lỗ nha. 4,8 triệu một cặp nha quý cô chú anh chị ơi. 4,8 triệu một cặp. Trước mặt đây em thấy có một cặp nặng VIP đây. Không lên là uổng nha cô chú anh chị, không mua là tiếc nha. Không mua là chỉ tiếc thôi nha. Một cặp nặng này hàng thủ công luôn và kỹ thuật là hàng vẽ kỹ thuật cao cho em. Mẫu mã là vô cùng độc đáo chưa. Bên đây người ta vẽ tích người cho mình ha. Men lam chàm thấm thiết luôn. Người ta vẽ cho mình một cái tích người luôn nha. Ở đây có rất nhiều vị đánh cờ đây à. Ở đây có rất nhiều vị đang ngồi đánh cờ. À, cái tích này là cầm kỳ thi họa cho em gái à. Một chiếc nằm, một cặp nằm siêu to như thế này. Tích cầm kỳ thi họa, mẫu mã rất là độc và lạ nha. Chiều cao 35, bề ngang bụng như thế này 19 sen, cao 35, bề ngang bụng 19 sen, 1,6 triệu nha quý cô chú anh chị ha. Hàng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị mình ơi. Một cặp xịn sò như thế này luôn. Em gái sale ngày hôm nay cho mình luôn nha. Sale thật là rẻ cho mình luôn. Một cặp như thế này 4,5 triệu nha quý cô chú anh chị ha. Một cặp 4,5 triệu à. Lên tiếp tục cho em là một chiếc thống nha. Hàng này em còn một chiếc lẻ nha cô chú anh chị. Thống này thống chim hoa, hoa mai đào cho em nha. Chiếc thống thêm chim hoa nha cô chú anh chị, tượng trưng cho mùa xuân về đây ha. Hàng là hàng đẹp nha. Hàng là hàng gốm tàu chuẩn già đồ cho mình luôn. Đường kính ngang như thế này 27 nha. Chiều cao là 23,5 à. Một chiếc thống vô cùng già đồ, dày và nặng, cực kỳ chắc tay cho mình. Dày và nặng, cực kỳ chắc tay cho mình. Mọc triện dưới là 4 chữ đây à. Mọc triện bên dưới 4 chữ nha quý cô chú anh chị. Xe của chú anh chị mình 1,3 triệu đồng. Trời ơi, nó to mà nó nặng mà có giá chỉ 1,3 triệu đồng à. Ở bên đây em còn một cái kỷ với cô chú anh chị. Kỷ này là kỷ gỗ gõ cho em nha. Hàng gỗ gõ chuẩn đồ xưa, lành tích tình tịch luôn nha. Lành tích tình tịch. Mặt trên đây là ván là ván một lá một miếng nha cô chú chị. Dày ở bên trên là ván một miếng luôn nha. Rồi, mặt bên dưới đây nhìn cho em đi nha. Bốn mặt đều trạm như thế này hết. Rồi, mặt bên trong đó xịn sò chưa ạ? Dày và nặng cực kỳ nha cô chú chị. À, dày và nặng cực kỳ luôn. Chiếc kỷ này có chiều dài 40. Chiều ngang 30. Chiều cao một tấc. Rồi, giao lưu bao phí ship toàn quốc cô chú chị gần xa 1,000,000 đồng. Giá này miễn trả giá cho em gái nha. Giao lưu toàn quốc 1,000,000 đồng. Giá này bao rẻ toàn thị trường rồi. Cô chú chị đừng trả giá là tội nghiệp em gái nha. Và ở đây em có thấy một chiếc tẩu bạc, em đo thông số trước đi nha. Một chiếc tẩu bằng xương nha cô chú chị. Chiều dài như thế này là tới tận 38. Và họa tiết trên đây người ta vẽ xương, người ta làm từ những cái xương xưa nè ha. Những cái xương voi này người ta ráp lại xong người ta tạo hình một chiếc tẩu vô cùng nghệ thuật. Và bên trên đây người ta vừa vẽ vừa chạm rất là đẹp. Tặng kèm của chú anh chị mình một cái đế gỗ. Cái nắp này đại là cái này đây ha.
Rồi, một bộ tẩu xương này ngày hôm nay thấy giá anh em biết 1,5 triệu không ạ? À? Hôm nay sale lỗ cho cô chú anh chị mình luôn, 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Hôm nay sale lỗ 1,2 triệu luôn. Cô chú anh chị nào nhanh tay sưu tầm sở hữu đi. Lên cô chú anh chị mình một cây rậy rồng luôn đi. Trước khi đến cây gậy giờ em giới thiệu cây kiếm thì giới thiệu cây gậy nha. Sản phẩm nhà em còn lại 1-2 cây kiếm phong thủy như thế này đây ạ. À. Hàng là hàng trưng bày phong thủy chất liệu bằng gỗ tàu cho cô chú anh chị, gỗ hoàng dương, một trong những nhóm gỗ quý của tàu đây ạ. À. Ha, gỗ hoàng dương nha cô chú anh chị ơi. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong đều chuẩn gỗ hoàng dương hết nha. Chiều dài em gái đo được như thế này là 59 gần 60, bề dày của cái vỏ gỗ như thế này là 6 phân ạ. À. Ở bên trong đây, nhìn cho em gái bên trong và bên ngoài nha. Chuẩn chi như thế này, lành đẹp như thế này. Mình nhận hàng nha cô chú anh chị, siêu đẹp luôn. Rồi, một cây kiếm như thế này có giá 1,5 triệu nha. 1,5 triệu đồng. Rồi, tiếp theo đây, em có trước mặt quý cô chú anh chị gần xa đây nữa nha. Trước mặt quý cô chú anh chị gần xa đây nữa à. Là một tác phẩm một cây gậy gồng ha. Một cây gậy gồng luôn, chất liệu bằng đồng xưa đây à. Một cây gậy gồng chất liệu bằng đồng xưa luôn. Đó, đầu rồng cho em nha. Đầu rồng vàng long lanh cho em như thế này đây à. Nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, đo thông số cho cô chú anh chị mình xem nè. Tổng chiều dài của cây gậy tận 90cm nha cô chú anh chị, rất là dày ha. Tổng chiều dài là 90cm rồi. Giao lưu một cái gậy đầu gồng này gần xa quý cô chú anh chị mình luôn nha. Bề ngang như thế này em gái đo được là 1 tấc 2. Mình đem về mình tặng cho ông bà lớn tuổi cho mình ha. Tặng ông bà lớn tuổi cho em gái nha. Rất là ư là đẹp. Có giá 700 ngàn đồng nha quý cô chú anh chị ha. 700 ngàn đồng là em bao ship tặng nhà. Và tác phẩm này thì em chỉ có một cái nha cô chú anh chị rồi ha. Tác phẩm bình này em chỉ còn một cái thôi nha. Hàng là hàng men lam chàm cực kỳ là già đồ cho mình nha quý cô chú anh chị. Men lam chàm cực kỳ là già đồ luôn ạ. Rồi cô chú anh chị mình nhìn cho em gái đây nha. Ở bên đây người ta vẽ nước men lam. Ở trên đây có đôi chim phú quý cho em nha. Kết hợp với là họa tiết là hoa mẫu đơn cho em nè. Hàng siêu đẹp siêu xịn nha cô chú anh chị ơi. Hàng siêu đẹp và siêu xịn luôn ạ. Một chiếc cho cô chú anh chị còn được có một chiếc thôi. Em giao lưu rẻ cho mình toàn quốc luôn nè. Em giao lưu một giá rẻ cho mình toàn quốc luôn nè. Chiều cao em gái đo được như thế này là 60 à. Bề ngang như thế này là 20 và bề ngang tổng em gái đo được là 24 ạ. À. Sale lỗ cho cô chú anh chị gần xa luôn nha. Một chiếc bình như thế này có giá chỉ là 1,900,000 đồng. Em sale lỗ cho mình luôn 1,900,000 đồng nha cô chú anh chị. Và tiếp tục đây, em có một bộ tranh nha cô chú anh chị. Một bộ tranh gốm tàu xưa, chất liệu bằng là gốm nha cô chú anh chị. Họa tiết là làm bằng tay hết toàn bộ, vẽ tay luôn nha cô chú anh chị ơi. Khung là khung gỗ tàu cho em nha. Khung là khung gỗ tàu nha cô chú anh chị, xịn sò lắm nha. Rồi mặt sau là gỗ đây ạ. À. Mặt sau là gỗ nha quý cô chú anh chị. Thế bao chú cô chú anh chị này mà về kiểm tra ha. Về kiểm tra bao cô chú anh chị mình sử dụng. Chiều dài như thế này 29cm và bề ngang mỗi một tấm là 16 phân à. Đúng rồi nha. Rồi giao lưu bao trọn bộ phí ship. Hôm nay sale quý cô chú anh chị gần xa 1,3 triệu một bộ luôn nha. Sale quý cô chú anh chị gần xa 1,3 triệu một bộ 4 tấm đây ạ. À. Rồi lên tiếp theo đây. À, tiếp theo đây em nhìn thấy trên tường đây em có được 3 bức tranh nha cô chú anh chị. 3 bức tranh giấy dầu nha. Chiều cao 1m6, bề ngang 66 à. Ở bên tay trái em là ông thần tiền, vẽ ông thần tiền nha. Tranh vẽ tay nha cô chú anh chị. Tranh vẽ tay. Ở đây là ông thần tiền, bên đây là ông Phật Di Lặc đây à. Còn bên kia là ông Thọ luôn. Ngay ngày mùng 1 hôm nay em giao lưu hữu duyên với cô chú anh chị gần xa. Mỗi một bức 400 ngàn đồng nha. Mỗi một bức 400 ngàn đồng. Giá này không bớt nữa nha quý cô chú anh chị. Ai hữu duyên giao lưu liên hệ với em gái nha. 400 ngàn đồng một bức thôi à. Ở trên đây em có một cặp tranh cá chép nha quý cô chú anh chị. Lý Ngư Vọng Nguyệt Phúc Đức luôn. Chiều cao mỗi một bức là 1m. Bề ngang mỗi một bức là 30cm. Hai chữ Phúc Đức rất là chạm nổi hết toàn bộ nha. Rồi con cá cũng chạm nổi luôn cho em. Lý Ngư Vọng Nguyệt à. Hàng là hàng gỗ gụ liền khói cho em gái nha. Hàng gỗ gụ liền khói cho em gái luôn. Rồi bên đây cũng vậy như cô chú anh chị. Một cặp chuẩn xịn luôn. Hôm nay em giao lưu toàn quốc giá sale bất ngờ của chú anh chị mình. Từ 2,5 triệu. Em gái sale còn 2,3 triệu một cặp luôn à. 2,5 triệu em gái sale còn 2,3 triệu một cặp. Bao hàng là gỗ liền khói toàn bộ cho mình nha. Bao hàng gỗ là gỗ liền khói toàn bộ cho mình luôn nha. Rồi em qua một vòng cô chú anh chị nào thích mã nào chụp màn hình lại gửi qua cho em gái đi. Hay em sẽ giao lưu bao ship cho mình tặng nhà luôn nha.
Và tiếp theo đây em có một bức tranh quê hương nha quý cô chú anh chị ơi. Ở đây em có một tác phẩm là tranh quê hương cho mình đây nha cô chú anh chị ơi. Rồi một tác phẩm tranh quê hương nha. Đó, quê hương ta là chùm khế ngọt mà đúng không cô chú anh chị. Đó, cây đa nè cô chú anh chị ơi, thấy cây đa không? Đó, biểu tượng của quê hương nha. Cây đa nè, rồi em thấy có con người cậu bé là cưỡi trâu nè, đi qua ha, giống như là một cái làng quê. Đó, ở bên đây cũng có hai ba cậu bé cưỡi trâu đó đi ạ. À. Hàng đẹp nha, ốc là ốc đẹp luôn ạ. À. Ở đây là gỗ liền tấm của chú anh chị mình nhìn thấy không nha. Nhìn giúp em gái nha. Rồi cho thông số đi. Dài 107. Dài 107 ạ. Ngang 47. Chiều cao 47, dày khung. Dày khung 4 phân. Dày khung là 4 phân, vỏ mặt sau ra luôn. Cô chú anh chị mình quan sát mặt sau cho em nha, hàng chuẩn xưa nha, người ta đã ốp cho mình một lớp keo để bảo vệ như cô chú anh chị, gắn móc đồng luôn rồi đó. Rồi tác phẩm tranh xưa này em giao lưu bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình, xe của chú anh chị mình từ 4,5 triệu còn 4,2 triệu một bức à. 4,5 triệu còn 4,2 triệu một bức, tiền nào nằm của đó nha quý cô chú anh chị ơi. Trước mặt cô chú anh chị đây em có một cặp đôm hu nha. Trước mặt quý cô chú anh chị đây em có một cặp đôm hu nè. À. Rồi đo thông số luôn đi rồi em giới thiệu cận cảnh nè. Cao 27. Cao 27 ạ. Ngang 29. Ngang 29, cao 27, một cặp đôm hu như cô chú anh chị. Hàng là hàng vuốt tay làm tay toàn bộ của dòng gốm Biên Hòa xưa đó nha. Một cặp chuẩn xịn luôn, và ở shop em có một cặp duy nhất thôi nha, không có cặp thứ hai. Sale rẻ của chú anh chị toàn quốc có giá 2,5 triệu đồng. Sale rẻ nha cô chú anh chị là 2,5 triệu. 2,5 triệu đồng là em bao phí ship toàn quốc luôn. Và ở đây em có một cụ đặc ma chất liệu bằng gỗ cẩm nè ha. Ở đây em có một cụ đặc ma chất liệu bằng gỗ cẩm lai đi cô chú anh chị nha. Cụ thần thái hoan kỷ hỷ vô cùng nha. Và cụ đạt ma này thần thái sắc nét hoan hỷ vô cùng. Chất liệu bằng gỗ cẩm Việt nha ha, chất liệu bằng gỗ cẩm Lai Việt luôn. Hàng như thế này người ta đục từ một khối gỗ của chính chị mình thấy không? Chuẩn đồ xưa đó nha. Xưa sửa xưa xưa cho mình luôn nha cô chính chị ơi. Rất là xưa rồi à. Hàng liền khói rất dày và rất nặng luôn. Em quay mặt sau cho mình xem nè à, mặt phía sau như thế này đây nha. Nhìn cho em gái nha. Hàng là hàng gỗ cẩm ta nha. Đo thông số luôn đi. Đạt ma. Đạt ma hả? Đúng rồi. Cao là 92. Cao 92 của chú anh chị. Để ngang là 49. Ngang 49 ạ. À. Cao 92, ngang 49 luôn. Rồi tác phẩm cụ đặc mang này ngày hôm nay em sale toàn quốc quý cô chú anh chị còn lại 17 triệu đồng nha. Sale toàn quốc cho cô chú anh chị gần xa 17 triệu đồng. Và trước mặt đây em có một cặp đôn gỗ đó cô chú anh chị ơi. Một cặp đôn gỗ nha cô chú anh chị, chất liệu bằng gỗ lim à. Chất liệu bằng gỗ lim, dáng yêu kiều thước tha cho em. Mặt trên là bằng gỗ hoàn toàn, bằng gỗ hoàn toàn nha quý cô chú anh chị. Rồi nhìn cho em phía bên đây nha, người ta chạm hoa mai. Cô chú anh chị thấy không? Người ta chạm cho mình hoa mai dáng yêu kiều thức tha, yêu kiều thức tha như là những cô gái nha, chân cao luôn. Đo thông số đi nè. Chiều cao em gái đo được vị trí này là 80 đúng nha cô chú anh chị, 80 luôn. Bề ngang mặt nha. Bề ngang mặt là 27 nha cô chú anh chị. Một cặp này ngày hôm nay em giao lưu bao phí ship toàn quốc 2,5 triệu một cặp nha. Một cặp này ngày hôm nay giao lưu bao ship toàn quốc 2,5 triệu một cặp nha cô chú anh chị ơi. Rồi coi cái nào nha. Rất là nhiều sản phẩm luôn á, giờ giới thiệu cũng quá nhiều luôn á. Rồi trên đây em còn mấy bức tranh đây ha, mấy bức tranh gỗ lên hết cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, tác phẩm đầu tiên em gái giới thiệu cho mình đi nha, từ dưới lên trên đi. Ở phía dưới là một bức tranh nói về một cặp chim cát nha cô chú anh chị. Hàng là hàng gốm nha, hàng là hàng hàng cẩn ốc xịt nha cô chú anh chị, vàng chanh nha. Ốc ngã vàng chanh lấp la lấp lánh theo năm tháng. Ở trên đây là một cái bài thơ. Còn ở đây là một con chim cát nữa đây ạ. À. Hàng là hàng xịn nha cô chú anh chị. Cái nào xịn nha báo cô chú anh chị xịn nha. Rồi, đo thông số luôn đi. Chiều dài tổng là bao nhiêu? 61 ạ. 41. Chiều cao 41. Khuôn 3 phân. Vuông là 3 phân, khuôn là khuôn 3 phân cô chú anh chị ơi. Giao lưu cô chú anh chị gần xa. Tác phẩm này có giá là 3 triệu
rưỡi thôi, sale từ 3,9 triệu còn 3,5 triệu nha cô chú anh chị. Hàng đẹp nha, 3,5 triệu nha cô chú anh chị ơi. Ở bên trên là một tác phẩm mã đáo thành công à, mã đáo thành công. Cô chú anh chị nhìn cận cảnh cho em về cái chất ốc nha. Người ta đục là đục gỗ liền khói hết cô chú anh chị ơi. Mã đáo thành công nè. Hàng xịn, hàng đẹp nha cô chú anh chị. Hàng xịn, hàng đẹp luôn á. Rồi cho thông số luôn đi. Dài 81 ạ. Chiều cao 41, dài 81 ạ. Khuôn là 3 phần. Rồi, bức tranh này ngày hôm nay em giao lưu bao ship toàn quốc quý cô chú chị gần xa, sale cho quý cô chú chị mình luôn nha. Có giá là 2,8 triệu nha cô chú chị, 2,8 triệu. Và bức bên đây cũng là 2,8 triệu. Tích là tích như thế nào đây ạ? Tích là tích vinh quy bá tổ cho em gái nha. Kích thước như tấm vừa rồi vừa đo cũng 2,8 triệu đồng luôn. Chất ốc đây nha cô chú chị, nhìn cho em nha. Thích mẫu nào lên cho em mẫu đó nha. Tích là tích vinh quy bá tổ à. Và tấm kế bên nữa nha cô chú chị. Tấm kế bên đây là một cái tích mẹ nha cô chú chị. Mẹ ru con nha cô chú chị. Là tình mẫu tử cho em gái. Tấm này chắc nhỏ hơn kia xíu, đo luôn đi. Chiều dài 80 ạ. Cao 41 bằng nhau nha cô chú anh chị. Mà tại nó lỏng khung của mình nhìn tưởng nó lỏng hơi khung. Nhỏ nhưng mà nó không nhỏ, hàng này đẹp nha cô chú anh chị. Đó, tích là tình mẫu tử cho em 2,8 triệu đồng. Em gái giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc. Và tranh ảnh em gái còn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tranh ảnh là còn rất là nhiều luôn. Hàng là hàng còn là hàng đẹp nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Giao lưu bao phí ship hết nha cô chú anh chị. Là ở đây em có những cái tủ trưng bày nha. Mình siêu tầm trưng bày lên cho em nè. Rồi bây giờ cô chú anh chị thích mã nào đi, inbox lên đi, chứ giờ em không biết quay cái gì cho cô chú anh chị xem nữa chứ. Quá là nhiều đồ luôn, giờ quay rất không biết quay gì luôn đây nè. Hàng sale nhiều lắm luôn á. Nói chung là hàng về đầy nhà rồi đó nha cô chú anh chị ơi. Hàng là hàng về đầy nhà rồi nha cô chú anh chị. Đó, giao lưu ủng hộ em gái đi nè. Đó, nhanh gọn lẹ. Thôi bây giờ lên sale một cái lô gốm Bạch Định này cho cô chú anh chị luôn đi. Nè, đem mấy cái dòng ấm Bạch Định nè, nó lên sale luôn. Còn mình sưu tầm được 5 cắm, đúng rồi, lên sale hết luôn. Đưa chị cái thước nè. Rồi lên tiếp tục cô chú chị gần xa, một chiếc ấm Bạch Định cho em gái nha. Một chiếc ấm Bạch Định mang chảy luôn, hàng là hàng mang rạng hoàn toàn luôn nha cô chú chị. Hôm nay em sale rẻ nha, thanh lý hết trơn nha cô chú chị. Sale rẻ thanh lý hết cho cô chú chị mình gần xa luôn nha. Chiều cao em gái đo được như thế này. Rút đi. Chiều cao em gái đo được như thế này là 29 à. Bề ngang như thế này là 16 luôn nha cô chú anh chị. Một chiếc ấm Bạch Định như thế này lên cho em mã ấm Bạch Định mã số 1 nha cô chú anh chị ơi. Sale rẻ toàn quốc có giá 700.000 đồng. Sale rẻ toàn quốc 700.000 đồng. Lên cho em mã Bạch Định ấm số 1 700.000 đồng nha. Rồi mọc đế như thế này dòm cho em đi 700.000. Trời ơi quá rẻ luôn. Đúng gọi là sale rẻ nha cô chú anh chị. Đang bán ế là sale rẻ liền. Giá 1,1 triệu mà còn có 700.000. Tính ra có lời gì nữa đâu. Chỉ có lỗ để từ từ từng mẫu. Chiều cao này em đo được đây là 28 à. Bề ngang như thế này là 12 sen. Lên cho em mã 2 700.000 luôn nha. Nhanh tay lựa chọn nha. Ai đến trước lựa được những mẫu sản phẩm đẹp trước cho em nha. Hàng là hàng gốm Bạch Định mang rạng cho em gái đây 700.000 đồng. Như quý cô chú chị ơi 700.000 đồng luôn. Giao lưu trọn bộ phí ship gần xa. Dòng là dòng gốm Bạch Định cho em nha 700.000 đồng. Rồi lên cho em mã số 3 luôn. Đồng giá hết nha cô chú anh chị. Mã 3 đây. Dòng gốm Bạch Định luôn nha. Em có được là 5 chiếc nha cô chú anh chị. Em chỉ có được 5 chiếc thôi nha. Giao lưu rẻ hết cho quý cô chú anh chị mình luôn. Em xin chào 38 vị khách đang theo dõi nha. Cô chú anh chị nào thấy hay chia sẻ cho em gái đi nha. Chia sẻ giúp ủng hộ em gái đi à. Chiều cao 28 mà bề ngang bụng như thế này 15. Sale rẻ 700.000 đồng. Bao chuẩn gốm Bạch Định xưa cho mình nha. Ha, hàng là hàng chuẩn xưa xịn luôn. Giá hôm nay sale từ 1,1 triệu mà còn có 700.000 thôi. Giá bao lỗ cho mình luôn nha. Hôm nay bán ế quá rồi, sale rẻ hết luôn. Sale rẻ cho có đơn là ngày mai á, nhân viên nó có việc làm nha quý cô chú anh chị mình. 700.000 đồng thôi à. Ngày mai cho nhân viên có việc làm nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi chiều ở đây một chiếc ấm nó luôn nha. Hàng Bạch Định là mã 4 cho em. Mã Bạch Định số 4 cho em. Chiều cao cũng 28, bề ngang này 12 sen luôn. Rồi sale rẻ toàn quốc 700.000 đồng. Cô chú anh chị gần xa nhanh tay sưu tầm sở hữu cho em nè. 700.000 đồng. Già nhưng mà già chát, già như trái cà luôn rồi đó cô chú anh chị ơi. 700.000. Mã số 5.
Mã số 5 là một dòng gốm Bạch Định, ở đây cũng siêu già đồ nha. Già đúng là nó đúng theo cái chữ già đồ luôn cô chú anh chị ha. Không già cô chú anh chị mình hoàn trả về cho em cứ kiểm tra đi. Chuẩn xịn là giá vô cùng rẻ đó cô chú anh chị ơi. Chiều cam gái đo được như thế này 30 sen, bề ngang 14 sen, có giá cũng là 700.000 đồng, bao trọn bộ phí ship toàn quốc nha. 700.000 luôn nha cô chú anh chị. Lên tiếp tục cô chú anh chị, đây một tác phẩm đồ cổ nha, hàng là hàng chu đầu cổ nha quý cô chú anh chị. Em sale rẻ luôn đi ha. Cái này em bán theo cặp đi cho nhanh, cho gọn, cho lẹ, đỡ tiền ship nè. Chia mà chi bán nhỏ nhỏ chút chút mất công nha cô chú anh chị. Hàng này là hàng chu đậu cổ, một con voi nha cô chú anh chị. Con voi thì lành tích nha cô chú anh chị. Còn bệ đế dưới nó hơi nhăm nhăm nhẹ nhẹ là hàng bình thường nha. Hàng hoàn toàn bình thường nha, không có ảnh hưởng gì nha cô chú anh chị. Ở bên đây là một cái con thỏ nha cô chú anh chị. Con thỏ này thì là nó bị có bị gì không ta? Đi coi kỹ. Ồ con thỏ này lành tích mà. Con voi này nó hơi tóc tóc chỗ này xíu nha, con voi thì hơi bị thương binh xíu nhưng mà ở phần dưới không phải bị bên trên. Con thỏ như thế này luôn. Rồi ở đây người ta gọi là những con giống đó cô chú anh chị, những con giống của dòng gốm chu đậu nó một bộ mình đáng sưu tầm nha. Đồ cổ nha cô chú anh chị, chiều cao 13 sen, bề ngang bệ đế bên dưới 5 phân ạ. Rồi sale rẻ sale lỗ trong cái clip này hôm nay luôn. Cô chú anh chị thấy không, một con 1.2 triệu, ngày hôm nay em sale rẻ luôn nha cô chú anh chị. Một cặp 1.5 triệu luôn. Một cặp như thế này 1.5 triệu luôn nha, không nghĩ lời lỗ luôn. Giá là giống như chung tri ân đi đó, coi như mình lấy lọc đầu tháng cho em đi, nó đầu xuôi đuôi nó mới lọt nha cô chú anh chị ơi. Một cặp như thế này 1.5 triệu, bán giá một cặp nha cô chú anh chị, một cặp 1.5 triệu ạ. Ở đây em còn một chiếc bát úp nha cô chú anh chị ơi, một chiếc bát úp luôn ha. Hàng gốm men tàu đây, hàng gốm men lam già đồ, vô cùng già đồ đây cô chú anh chị nha. Hàng tàu xưa, ở đây người ta vẽ tích sen nè ha, người ta vẽ xích phen, bên đây người ta vẽ vịt, đó là sen vịt à. Một cái tích ấm no cho em gái nha, mặt truyện dưới bên thế này đây. Rồi một chiếc bát úp này hôm nay em sale cô chú anh chị gần xa, có giá chỉ 500.000 đồng, chiều cao 15 à, bề ngang như thế này 13 sen, 500.000 đồng, giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc. Và em còn một chiếc bình vớt biển luôn, hàng bị lỗi nha cô chú anh chị, hàng bị lỗi lầm nha cô chú anh chị ơi, mẻ miệng rất là nhiều rồi, em đã thẩm mỹ lại nha. Nhưng mà hàng là hàng cổ nha cô chú anh chị, hàng Khang Hy cho em, gớt vớt biển hàng Khang Hy, một chiếc lá đó cô chú anh chị, bên trong còn đóng rất là nhiều sam và nhiều hào nha cô chú anh chị. Chiều cao em gái đo được là 21, đường kính miệng như thế này chính sang. Lên cho em mã lỗi 200.000 đồng, mã lỗi 200.000 đồng, giao lưu toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã lỗi 200.000 đồng. Em có ở đây trên màn hình quý cô chú anh chị gần xa một cái chiếc bếp lò nha cô chú anh chị. Một chiếc bếp lò luôn, ở đây người ta có mọc xung quanh ha, mọc truyện xung quanh, ở dưới chất liệu đồng xịn sò, bên trong hoàn toàn không lỗi lầm luôn. Đường kính miệng em gái đo được một tấc à, chiều cao em gái đo được 10 sen nha. Đường kính miệng một tấc, chiều cao 10 sen, giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị gần xa, có giá là 1.000.000 đồng luôn nha, giao lưu toàn quốc 1.000.000 đồng, nhanh tay lựa chọn nha cô chú anh chị. Ở đây em có một chiếc ấm bếp nha cô chú anh chị ơi, một chiếc ấm bếp 2 tầng đây à. Ha, ở bên dưới mình đựng than cho em, bên trên mình để như thế này, là một chiếc ấm bếp 2 tầng luôn. Hàng là hàng đồng xưa cũ hết nha cô chú anh chị. Chiều cao em gái đo được 17 sen cả quai, không tính quai là 20 sen. Bề ngang như thế này là 16 sen à. Giao lưu toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa nha. Ha, giao lưu toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa. Sale của cô chú anh chị mình luôn nha cô chú anh chị ơi, sale rẻ luôn. Còn lại 1.800.000 đồng nha. 2.000.000 đồng mà em sale còn có 1.800.000 nữa nha. Nhanh tay lựa chọn lễ chân ủng hộ đi nha cô chú anh chị. Hàng là hàng hôm nay sale thiệt đó. Sale tận tình, sale tận tay luôn đó. Ở đây em có một cái đỉnh sông trầm nha cô chú anh chị. Sông trầm là sông trầm xưa nha cô chú anh chị, sông trầm trúc à. Ở đây là mắt tre mắt trúc cô chú anh chị thấy không? Rất nhiều mắt tre, rất nhiều mắt trúc luôn nha. Sông trầm trúc như thế này đẹp chuẩn chi và đồ lành tích nha cô chú anh chị. Hàng là hàng không có xi măng hay ba dớ gì bên trong đây nha. Hoàn toàn không có xi măng hay ba dớ gì bên trong luôn à. Chiều cao em gái đo được 27, bề ngang như thế này là 17 à. Giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị gần xa luôn à. Có giá là 2.300.000 đồng, 2.3 triệu, 1.4 triệu chữ đó cho cô chú anh chị ơi. 2.300.000 đồng, giá bao gồm phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao gồm phí ship toàn quốc luôn ạ. À. Lên cô chú anh chị mình một cái chuông Tây Tạng nha cô chú anh chị. Lên cô chú anh chị mình một cái chuông Tây Tạng. Họa tiết trên đây là Tây Tạng toàn bộ cho em nha. Ha, hàng lắc kêu rang 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 luôn á. Ha, rất là hay nha. Chiều cao là 20 sen. Và nghe này chính phân một cái chuông cầm tay này, ngày hôm nay em giao lưu cô chú anh chị gần xa 600.000 đồng luôn đi ha. Ha, một chiếc chuông cầm tay này ngày hôm nay chỉ có 600.000 đồng thôi nha. Và ở đây một cái ấn nha cô chú anh chị, lên cho cô chú anh chị mình một chiếc ấn luôn. Một chiếc ấn này, chiếc ấn này là chiếc ấn lo kỳ lân cho em gái nha. Ấn này ấn cổ nha cô chú anh chị, cho ấn kỳ lân ấn cổ cho em rất là nặng, mặt truyện với bên dưới đây. Rồi, đo thông số cho mình đặt lắm nha.
chiều cao như thế này, 15 sen, bề ngang 6 phần, chiều cao 15, bề ngang 6 phần, rất là đặc, rất là nặng luôn. 1 triệu 2 sale còn 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. Giá quá rẻ và không có thể nào mà rẻ hơn nữa rồi nha cô chú anh chị. 1 triệu 2 sale còn 1 triệu mốt luôn. Cô chú anh chị nhanh tay lựa chọn sở hữu đi nha. Giá này em không giảm được nữa rồi. Giảm quá là sát rồi. Chứ đồ bên đây mình có một cái hũ hũ tụ bảo nha cô chú anh chị, một cái hũ tụ bảo ngũ lộ thần tài cho em, năm vị thần tài cho em, ở đây là đứng trên một cái thỏi vàng, ở dưới đây là một cái hũ tụ bảo cực kỳ lớn, chất liệu bằng đồng xưa cho em ha, năm ông ngũ lộ thần tài đứng trên một cái thỏi vàng như thế này, rồi bên dưới đây rất là nhiều vàng luôn, người ta làm cho mình ba cái khớp, bên khớp bên dưới nó đây nè ha, nó mình ráp lại cho em, chiêu tài kích lọc lắm á, mấy tụ hũ xưa lắm rồi. Chiều cao là 31 à, bề ngang này 21. Nhìn cho em gái đi mặt bộm siêu đẹp chưa à? Cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị ơi. Giao lưu bao trọn bộ phí ship toàn quốc. Quý cô chú anh chị gần xa luôn. 3 triệu 2 em sale còn 2 triệu 8 nha cô chú anh chị. 3 triệu 2 em gái sale còn 2 triệu 8. Sale rất là nhiều rồi nha cô chú anh chị ơi. Sale rất là mạnh tay rồi à. Rồi. Vào những giây phút của like chắc em xin tạm biệt với cô chú anh chị mình đi ha. Hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào ngày mốt à. Ngày mai là em xin nghỉ phép một ngày chủ nhật nha với cô chú anh chị. Và hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào ngày mốt đi cô chú anh chị ơi. Ngày mốt là hẹn hứa hẹn giao lưu siêu tầm một số mặt món hàng độc lạ nữa. Và em sẽ giao lưu cô chú anh chị gần xa nha. Rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào ngày thứ hai nha cô chú anh chị. Tối thứ hai đi cô chú anh chị và buổi tối ngày thứ hai. Chúc cô chú anh chị mình một đêm ngủ ngon, an lành nha cô chú anh chị. Em xin mến chào và tạm biệt với cô chú anh chị ạ.